Các anh chị rất biết cách cười. À, mà mình giảng bài là hồi nào cái mặt của mình á, coi lại cái video mình thấy nghiêm lắm. Vô thức các anh chị, cũng mong muốn là sẽ học cười được nhiều hơn á. Thì ngày hôm nay thì Lan nhận một cái phần cũng nặng và nó cũng hơi bị khô khan á, là nó rất là thuần về kỹ thuật. Đó là hai nội dung gom thành một bài. Đó là bài liệt kê, phân tích danh sách, tạo cuộc hẹn, sau đó là ABC và phối hợp như thế nào. Thì một nội dung cũng khá là dài ha. Và cái phần này thì Lan cũng sẽ xin phép là chia sẻ bằng bảng. À, và ở đây là Lan thấy đều là những gương mặt thân quen hết. Ai mới mới mà. Hầu như là có bạn nào mới làm em quay trong vòng 3 tháng thì Lan làm quen ạ. À? 3 tháng là người mới đó. Chị may 3 tháng nhân 10. Ok, rất là tuyệt vời và cũng chúc mừng các bạn mới. Ngày hôm nay là đào tạo cho những người mà gọi là sao thực sự tâm huyết với em quay, các bạn mới có mặt chúng ta. Mình thấy là mình là những cái người thực tham, đúng không ạ? À, và những bạn nào mà làm một thời gian tương đối lâu rồi, mình thấy bây giờ người wow, nhiều lắm nha. Rồi, xin cảm ơn các bạn. Vậy thì hy vọng là sau buổi học ngày hôm nay mình sẽ phát hiện ra thì ra là mình còn có rất nhiều người mình có thể hẹn, đúng không ạ? À, thực sự nghĩ là thì cho mình một cái lý do rồi. Và Lan nghĩ là cái lý do, cả những cái phần chia sẻ mà mình đã từng nghe đó, thì cái phần lý do là một phần vô cùng quan trọng. Và nó quyết định một người có thể làm được, thành công được ở trong Amway hay không. Bạn có đủ để kiên trì trong Amway hay không? Bạn thực sự muốn hay không? Và cái điều đó thể hiện một điều là gì ạ? À? Khi bạn gặp những thử thách á, bạn còn muốn nó hay không? Hay là bạn sẽ, à nếu không được cái này thì thôi, cuộc sống bình thường cũng tốt mà, công việc bình thường cũng tốt mà. Đó, cái chọn nước đôi này là một kiểu để không thể thành công. Nên á, là các anh chị đọc cái cuốn mà, cái cuốn gọi là gì ạ? À? Cái cuốn Bí mật tư duy triệu phú, Lan rất thích cuốn này, ngắn gọn, xúc tích. Khi các anh chị đọc cái cuốn mà Bí mật tư duy triệu phú á, một cuốn sách rất ngắn gọn, các anh chị sẽ thấy được á, người giàu, người nghèo và người trung lưu suy nghĩ như thế nào. Và mình đọc á, khi mà mình đọc cuốn sách này, mình nghe cuốn sách này á, đâu đó mình sẽ thấy ồ, thì ra xưa giờ là mình là như vậy, cho nên kết gọi là kết quả của mình bây giờ là như vậy đó. Và các anh chị biết không ạ, những cái người mà họ thành công á, không phải là họ muốn thành công, mà như thế nào ạ? Họ khát khao thành công. Cả chúng ta đến với Amway chắc chắn không có ông nào muốn thất bại. Mà đến Amway rồi là mình muốn nắm bắt Amway, là mình muốn thành công. Nhưng mà khát khao thành công thì không có chắc. Và cái điều này chỉ có thể hiện được theo 5 tháng thôi. Cái quyết tâm của bạn như thế nào, cái mong muốn của bạn có lớn hay không, và cái nghị lực của bạn như thế nào, mình mới biết là người nào khát thành công. Và những cái người á mà họ khao khát thành công á, là chỉ có hai sự lựa chọn trong cuộc đời của họ thôi. Một là tôi sẽ đạt được cái điều đó, đó là cái ước mơ mà cái này Bích Nghĩa nói đó. Một là tôi sẽ đạt được cái điều đó, hai là tôi sẽ chết trên cái quá trình mà tôi sẽ đạt được cái điều đó, không có lựa chọn thứ ba. Nếu mà mình có một cái gọi là sao, cái quyết tâm trong lòng mình như thế á, một là mình nhất định thành diamond của Amway, hai là mình sẽ chết trong cái quá trình đó, mình sẽ không bao giờ rời bỏ. Thì những người như thế này, với một cái quyết tâm như thế này, thì nhất định chúng ta có thể thành công được. Và cái công thức thành công tuyệt đỉnh, trước khi Lan chia sẻ, Lan cũng muốn nói với cả nhà, kỳ ngành nghề nào nó có cái công thức thành công, mà mình biết Amway cũng có công thức thành công, đúng không ạ? Nhưng mà Amway cũng là một ngành, nó không thể nào đi ra khỏi cái gọi là cái quy luật chung của cái vũ trụ này được. Và một người mà muốn thành công trong Amway, họ có cái công thức đó là gì ạ? Công thức đó là đầu tiên á, là hệ thống niềm tin của bạn. Niềm tin không phải một đâu nha, nó là một cái hệ thống niềm tin. Cái thứ hai nữa là gì? Cái hệ thống giá trị của bạn. Là những điều mà bạn nhất định phải đạt được trong đời bạn á, những cái thứ mà bạn nhất định phải theo đuổi được á. Còn cái niềm tin là gì ạ? Niềm tin là tôi nghèo, tôi dở, tôi không kiên trì, tôi không nghị lực, tôi không đủ quyết tâm, đầu của tôi học cái là quên, hay là bất kỳ những cái gì đó là liên hệ thống niềm tin này, nó một cái sự tích lũy mấy chục năm đời sống của chúng ta, nó tạo thành cái con người và những cái ý niệm ở trong đầu của chúng ta ngày hôm nay đó. Có những người họ suy nghĩ là cuộc đời này những cái thứ tốt đẹp như vậy không bao giờ dành cho mình, nên mình hãy chấp nhận cuộc sống, mình hãy chấp nhận đi, mình đừng trèo cao đâu, mình đừng có mơ mộng việt. Đó chính là hệ thống niềm tin của chúng ta, và chúng ta vào trong Amway để thay đổi hệ thống niềm tin, hệ thống giá trị này trong đầu trước.
cái ở trong não của chúng ta nó rất là quan trọng. Sau đó là gì ạ? Từ chúng tin cái gì trong cái cuộc đời của chúng ta và chúng ta muốn cái gì trong cuộc đời của chúng ta mới bắt đầu thiết kế một cái gọi là gì các anh chị? Chúng ta có kế hoạch là đi sau. Không có mục tiêu không sẽ không thể nào có kế hoạch. Đúng không ạ? Cho nên nó là từ hệ thống niềm tin này và hệ thống giá trị này chúng ta xây dựng một cái gọi là mục tiêu. Ví dụ như cuộc đời này á là cái mục tiêu của tôi á là tôi phải có một cái căn nhà. Một cái căn nhà 1 triệu đô la Mỹ, tôi phải đi được 50 quốc gia, tôi phải đưa cha mẹ của tôi phải xây cho cha mẹ tôi một căn nhà hay là tôi phải có thời gian bên cạnh cha mẹ. Thì đó từ những cái mục tiêu đó mình mới bắt đầu chọn cái gì ạ? Chọn gì các anh chị? Bây giờ mình có cái đích đến rồi, bây giờ mình sẽ chọn con đường. Và con đường đó là gì ạ? Chiến lược để thực hiện. Nếu mà mục tiêu của bạn làm được bằng công việc truyền thống của bạn thì cái chiến lược của bạn là cái công việc hiện tại bạn đang có, nếu mà làm được, đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà cái công việc hiện tại bạn hôm nay xin nghĩa nói đó, bạn nỗ lực 5 năm, 10 năm bạn có đạt được hay không? Không được. Thì chứng tỏ là cái chiến lược, cái con đường nó không được thì chúng ta sẽ chọn một con đường khác, ví dụ như là Amway hoặc là một cái kinh doanh nào đó chẳng hạn, đúng không ạ? Thì từ cái chiến lược này, có chiến lược rồi chúng ta sẽ sao ạ? Vạch ra những cái kế hoạch. Có cái con đường rồi, bây giờ đi từng bước như thế nào, cái đó gọi là kế hoạch. Và từ những cái kế hoạch này chúng ta có kế hoạch rồi chúng ta làm gì? Chúng ta ở nhà chúng ta ngủ chúng ta sẽ không thành công được đâu. Mà chúng ta phải cầu nối của giấc mơ và hiện thực, đó chính là hành động. Rồi đi hành động, đi làm. Đi làm thì có mấy kết quả cả nhà? Hai, đúng không ạ? Có ai hành động cái là thành công không? Và kinh nghiệm đó là những cái người mà thành công lớn, thành công vĩ đại trên đời này á, là phải của họ là kinh khủng khiếp. Kiểu giống như cái người phát minh nó bóng đèn, đúng không ạ? Giống ông chủ của KFC, đúng không ạ? Giống như là cái người mà trở thành thủ tướng của Anh á, người ta đã có một cái phần đời ở trước đó, gọi là cái khởi đầu của họ thê thảm và rất nhiều những cái biến cố và rất nhiều những cái thất bại. Nhưng mà cái hành động thì chỉ có hai khả năng thôi. Một ấy, là bạn hành động được thì bạn thành công. Nhưng mà cái khả năng cao hơn đó là gì ạ? 99% người khởi nghiệp là sẽ là bài ở thương vụ đầu tiên, nên bình thường á sẽ là thất bại. Có 1% ông thành công, như ông này hơi đặc biệt, đúng không ạ? Vậy bây giờ thì sao? Thành công thì sao ạ? Thành công thì mình sẽ quay lại cái phần mục tiêu, mình nâng cao cái mục tiêu của mình, đúng không ạ? Để đạt những mục tiêu mới. Còn thất bại thì sao? Không, thất bại mà tiếp tục hành động là rất nguy hiểm. Không phải. Thất bại này nè, cái này á, cái quan trọng lắm. Đây là người thầy để thầy. Đây là cái trường học của mình, là cái thất bại của mình nè. Đây là ông thầy của mình, cho nên từ cái ông thầy này á, mà mình hành động nữa là dễ chết lắm. Mình phải gì ạ? Tổng kết kinh nghiệm. Cả nhà nhớ nha, tổng kết kinh nghiệm. Hôm nay đi OVP một bài á, OVP không, OVP 100 bài rất bình thường. Nhưng mà nếu bạn OVP 10 người liên tục mà bạn bài á, là bạn không biết tổng kết kinh nghiệm, là bạn làm nữa, bạn càng chết. Tổng kết kinh nghiệm. Có người á, hành động rất là tốt, hành động rất nhiều, nhưng mà cái năng lực học hỏi từ cái thất bại của mình á thì nên á là mình hành động theo cùng một kiểu nhiều năm khác nhau thì như vậy á, nó khó thành công lắm. Mà chính là mình phải tổng kết kinh nghiệm này, từ tổng kết kinh nghiệm thì mình mới sao ạ? Mình mới thay đổi cái chiến lược của mình, thay đổi cái cách thức của mình, cái chiến lược của mình để mình có một hành động mới, rồi mình cứ lặp lại cái vòng này, lặp đến cái chỗ mà hành động lại có khả năng vẫn thất bại, đúng không ạ? Thành công thì cũng nói, nhưng mà thường là sẽ tiếp tục thất bại. OVP một người thất bại, OVP người hai khả năng cũng thất bại, đúng không ạ? Làm cách này thất bại, có thể là đổi cách thì lại tiếp tục tổng kết kinh nghiệm, thay đổi chiến lược và hành động tiếp tục, không bao giờ bỏ cuộc thì bạn nhất định sẽ thành công. Còn người bình thường ở ngoài đời, cả nhà biết không? Ở ngoài cuộc sống, người thành công rất ít, những người thất bại rất đông, đúng không ạ? Phần lớn là thất bại. Cái người đó họ cũng có hệ thống, họ cũng có cái gọi là gì, những cái điều họ muốn, cái giá trị cuộc sống họ muốn đạt được, cho nên họ cũng có cái mục tiêu, và sau đó họ cũng có một để họ làm, rồi họ hành động. Ví dụ như kêu làm công ăn lương không được, bây giờ tôi ra mở một cái quán nhậu hay là một cái cửa hàng quần áo, đúng không ạ? Nhiều không ạ? Rất nhiều người đang có suy nghĩ như vậy và hành động, rồi xong bài thì sao ạ? Bài rồi là bỏ cuộc, hoặc là gì ạ? Họ thấy không làm được, họ đấu đổi qua một lĩnh vực khác mà lại không học được cái kinh nghiệm từ đây. Nếu mà bạn cũng là kinh doanh quán cà phê, bạn thất bại,
bạn tìm cách để bạn kinh doanh quán cà phê 100 lần là bạn có 100 cái bài học. Còn nếu mà bạn 100 cái sự lựa chọn, bạn đổi 100 cái ngành khác, bạn chắc có bài học. Nên là đây chính là cái lý do mà nhiều người á làm. Đó, mình phải hiểu được cái quy luật như vậy. Nên thực tế á, cả nhà thấy em quay nó quan trọng ở cái hệ thống niềm tin, hệ thống giá trị này, là nó dẫn dắt, nó định hướng này, nó dẫn đường cho mọi cái hành động của mình. Đó. Cái tôi đã những cái này thì hệ thống giúp của chúng ta, thì chúng ta cái người thầy dẫn dắt nên chúng ta. Đấy. Ok. Thì đây chính là cái điểm mà mình động viên chính mình là gì ạ? Hành động bài là phải tổng kết kinh nghiệm, thay đổi, làm lại, lặp lại cái công thức này thật nhiều lần thì chúng ta sẽ có được cái kết quả ngày càng tốt hơn. Nha. Yeah. Rồi. Ok. Vậy thì bây giờ mình sẽ đến với cái phần mà Lan cần phải chia sẻ trong buổi sáng ngày hôm nay. Đầu tiên, Lan sẽ nói đến cái vấn đề là gì ạ? Cái danh sách. Bạn nào làm em quay chuyên nghiệp mà không có danh sách là bạn không có phải là người làm em quay chuyên nghiệp. Cái danh sách quan trọng như thế nào? Khi mà Lan mới làm em quay, Lan suy nghĩ thì danh sách điện thoại. Lan suy nghĩ là số điện thoại mình, người quen mình nằm trong điện thoại mà. Nên là mình rất là lười, tại vì cả nhà biết không ạ, những cái công việc mà thuần về kỹ thuật á, nó không có mang lại sự hào hứng như chúng ta. Cho nên là chúng ta sẽ cảm thấy là chúng ta không có muốn làm. Hoặc cái khác thì vui, nhưng mà liệt kê danh sách một công việc tương đối là nhàm chán, đúng không ạ? Cho nên chúng ta không muốn làm. Và nó cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. 100 người cũng ghi ra những cái thông tin như vậy, nên là nó nhàm chán, nhiều người không thích làm. Tuy vậy, đầu tiên Lan nói á, là danh sách nằm ở đâu? Điện thoại. Điện thoại có khả năng mất không? Có không cả nhà? Có. Và bạn thông minh cỡ nào, trong cái não của bạn nó có thể lưu trữ được 500 cái số điện thoại và 500 thông tin đó một cái không? Cái khả năng sao là bạn sẽ sót ai đó, và những cái người á, đáng ra bạn cần phải liên lạc để kết nối trước, để 1-2 tháng sau bạn gặp, bạn cũng quên người ta luôn. Sau đó là 1 năm, 2 năm và cái mối quan hệ đó dần dần sẽ bị mất. Đúng không ạ? Nên cả nhà nhớ một điều đó là gì ạ? Cái mối quan hệ của mình nhé. Cái em quay á, làm em quay cái quan trọng là gì? Mình không có cần mình phải có nhiều tiền, mình không có cần mình phải có những cái điều kiện đặc biệt bằng cấp, nhưng mà bạn không có người, bạn làm em quay bằng kiểu nào? Nên là cái mối quan hệ quan trọng. Và trong em quay á, cái mối quan hệ là tài sản cả nhà ha. Tài sản này, tài sản của chúng ta trong kinh doanh này chính là mối quan hệ. Nhưng mà mối quan hệ á, nó dễ bị giảm cái mức độ á, các anh chị. Năm cái cấp độ của một mối quan hệ là mình biết đúng không ạ? Từ một người, cả nhà mình ôn lại bài 3S Champion đi. Năm cấp độ của mối quan hệ, cái cấp độ mà bèo nhất của một mối quan hệ là gì? Là có cái số điện thoại trong máy thôi, nhưng mà chả biết thông tin gì về người ta. Cả đời cả thuở không liên lạc, thì người ta gọi là những cái người này, có thể là mình nói là mình có thể là chỉ biết thôi. Thứ hai là gì ạ? Trên cái mức độ biết là những người mà thỉnh thoảng mình có giao lưu và mình nắm được mà một vài cái thông tin về người ta tốt hơn thì gọi là quen thuộc. Trên cái mức độ quen thuộc là gì ạ? Ví dụ như vậy này, Lan nói đơn giản như là ví dụ như đầu hẻm nhà mình có một cái bà bán hủ tiếu gõ. Mình đi qua đi lại nên mình biết là ở chỗ đó là có cái người bán hủ tiếu gõ đó, là mình có biết họ không ạ? Mình biết, nhưng họ có biết mình không? Không, mình có biết thêm cái gì về họ ngoài chuyện là họ là bán hủ tiếu gõ. Họ là một người phụ nữ hay đàn ông mình cũng, đúng không? Đó, nên là biết. Nhưng mà khi mà mình quen thuộc nghĩa là tới đó ăn một vài lần thì cũng biết được là cô đó tên là Lan. Cô đó năm nay 37 tuổi, hồi xưa làm em mới thất bại nên giờ đi bán hủ tiếu gõ. Đó, ví dụ như vậy. Thì gọi là mình biết thêm một vài thông tin, gọi là quen thuộc. Và quen thuộc thì khi mà mình tiếp tục mình giao lưu, mình có thể kết nối nói chuyện thì mình đầu chuyển lên một tầng mới. Là gì ạ? Là quý mến. Quý mến là phải có điểm chung á. Nhìn cái cười thấy dễ thương, nói chuyện thấy dễ thương, cái đó là một sự quý mến rồi. Rồi, từ quý mến, từ cái cấp độ này trở lên mình mới có thể là chia sẻ về gọi là liên quan đến cái công việc là bán hàng này, là phải từ quý mến, cho người ta ghép mình là không thể chia sẻ được đâu. Đó. Rồi á, sau khi quý mến và mình có những cái điểm chung và mình nuôi dưỡng cái mối quan hệ đó, mình xây dựng cái sự tin tưởng thì mình đạt được một cái tầng là gì ạ? Tin tưởng. Tin tưởng ví dụ như họ biết mình là làm về Nutrilite và mình có kiến thức về dinh dưỡng, họ tin tưởng là mình có trình độ chuyên môn về tư vấn dinh dưỡng, thì đó chính là một cái loại niềm tin, đúng không ạ? Từ đó, từ cái mức độ mà một người tin tưởng này nó đạt được một cái mức độ cuối cùng là cái sự thân thiện. Đó.
Thì thân thiết này, thực sự cái người mà thân thiết trong đời á, xem việc của họ giống như việc của mình, luôn luôn bảo vệ mình dù bất kỳ việc gì xảy ra. Và họ luôn luôn tìm cách để giúp đỡ mình. Những người này trong đời không có nhiều, thậm chí vợ chồng cũng chưa chắc thân thiết đâu. Đó. Thì cả nhà thấy là năm cấp độ của một mối quan hệ, nhưng mà chúng ta hãy xem lại cái danh bạ hiện tại của mình đi. Để mình xem từ những cái mối quan hệ nào á, là từ lúc đầu á, nó đang là quý mến, là tin nhau, ngày hôm nay nó đã bị tuột đồ rồi. Bởi vì lâu quá không liên lạc, có những người bạn thời đại học cực kỳ thân luôn, bây giờ đâu có thân nữa, đúng không ạ? Một người mà vài năm không liên lạc với nhau á, thì làm sao có thể là còn đồ thân thiết được. Nên là làm Amway á, anh thấy là nó có nhiều cái việc nhỏ 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 nhỏ, và mình phải đi làm rồi buổi tối mình làm Amway, mình học Amway, nên đôi khi á, nếu mà mình không có một cái sự tổ chức ở trong não mình về cái kế hoạch, mình sẽ để sót nhiều thứ mà nó trước có thể nó không có quan trọng nhưng nó lại rất quan trọng cho tương lai. Đó chính là cái việc là gì ạ? Hậu về và phát triển cái mối quan hệ của mình. Thì đây là điều mà Lan rất muốn các bạn làm Amway một thời gian mà không hẹn được người á, mà không có người để hẹn đó là chú ý. Tại đây hầu hết là không phải là những bạn mới. Bạn mới thì mối quan hệ còn rất nhiều, liệt kê ra gặp thì đơn giản rồi. Nhưng mà những bạn làm một thời gian rồi lại gặp cái tình trạng là bây giờ không để hẹn này. Vậy thì bạn hãy xem đi, trong cái danh bạ của bạn á, cái mối quan hệ nào bây giờ gọi là đang thân thiết? Thân cái là hẹn được liền nè. Mối quan hệ nào là gọi là lâu lâu không liên lạc? Lâu lâu không liên lạc, đúng không ạ? Và có những cái mối quan hệ nào là giống như là nhiều năm luôn không liên lạc? Đó. Và chúng ta thấy một cái danh bạ, bây giờ các anh chị có thể lấy cái điện thoại ra kiểm tra giùm Lan ngay lập tức luôn, cái danh bạ hiện tại của mình có bao nhiêu người. Liên đi cả nhà, liên đi ạ. À? Lan lấy muốn lấy một cái con số trung bình, nên là toàn là nói là không có người để hẹn thôi. Rồi 985 người, chúc mừng bạn Phan Hương. Hết cái số này mà đi OB định lọt 80-20, bạn của 20 nhánh mà lên FC. Ai ạ? À? Rồi 485, 550 người mà thấp nhất ở đây. Ai nghĩ là mình thấp nhất? Là bạn Hiền có 100 người. Rồi bây giờ Lan lấy cái người thấp nhất là 100 người đi, chắc là điện thoại không thể nào dưới 100 số đâu. Bây giờ Lan hỏi các bạn á, bạn Hiền, trong 100 người này là em đã OBB gặp chia sẻ mấy người? Ồ, 20 người. Ok, bạn Hiền nói được 20 người. Vậy là có 80 người để có cuộc hẹn tiếp theo, đúng không ạ? Cái bạn mà 550 người đây này. À, 550 người là mình đã hèn ra được OBB chia sẻ quay được miễn rồi. Ai đây ạ? À? Của em hả? Em là người mới thôi, miễn đi. 485 người. Không, bạn nào hơi cũ một tí ạ. À? Ví dụ như là bạn Bích Ngân đi. Em là có bao nhiêu người trong cái điện thoại? Rồi, 200 người. Làm em mười mấy năm mà danh bà có 200 người là chứng tỏ là các bạn không đi kết nối. Thật. Quá ít, đúng không ạ? Quá ít. 200 người là em đã chia sẻ bao nhiêu người trong đây? Rồi, chúc mừng nha. Nên là danh bà không có hết, vấn đề là bạn làm mối quan hệ đó nó thui chột. Nên á, các anh chị biết không ạ? Ngày hôm nay mình làm em quay là một kế hoạch dài hơi, có người tháng nay mình sẽ gặp. Nhưng có người không phải tháng nay mà năm nữa mình mới gặp, nhưng mà bây giờ mình phải kết nối trước đi. Chứ cả đời không liên lạc mà tự nhiên liên lạc chỉ có bán hàng đa cấp là một, bảo hiểm là hai, mời đám cưới là ba, với là mượn nợ là bốn. Có cái gì khác, đúng không ạ? Không có cái gì khác mà tự nhiên mà cả đời cả tôi không liên lạc, tự nhiên có một cái cuộc điện thoại là khả năng là vậy. Nên đó là một người mà bạn muốn trong cái danh bà này, có những người lâu không liên lạc rồi, công ty cũng 10 năm trước rồi không liên lạc rồi, thì bây giờ phải kết nối làm quen hỏi thăm, và cũng phải kiếm một cái cớ gì đó cho nó không có lằng xẹt, đúng không ạ? Ví dụ như em mới coi là hình hồi xưa của công ty mình lâu quá không liên lạc, hỏi thăm mọi người không biết là bây giờ rồi chị làm cái gì, ví dụ như vậy, gửi một cái tấm hình của cái công ty của mình qua cho họ, thì nó cũng phải có một cái cớ. Hoặc là giống như bạn Thủy rất hay là nhờ, à em nghe nói là anh làm trong cái ngành đó, em đang có cũng thắc mắc, hay là mình biết là bạn làm về ngành đó, mình đang có một chút xíu mình muốn phải thăm bạn tí, nhờ một cái gì đó cũng là một cái. Nhưng mà cũng phải có một cái gì đó để đào cái mối quan hệ mà lời này không liên lạc. Rồi sau khi mà mình đã kết nối như vậy, mình có nên hỏi người ta vài câu không? Không, mình có nên biết là họ sống ở đâu không?
họ đang làm cái công việc gì không? Giờ có chồng hay có vợ rồi, đúng không? Đó, thì như vậy khi mà mình có một vài thông tin, mình biết cái chỗ thì mình chỉ cần đợt nào mà có dịp đi qua gần đó thì có gì là ghé chỗ bạn chơi hay gì đó cũng được. Nhưng mà đừng có ghé liền, ghé liền là cảm thấy nó cũng kỳ kỳ, cho nên là mình cũng để một thời gian thư thư ra rồi mình hẳn đến, thì nó cảm thấy nó có cái gì đó nó tương đối là tự nhiên chứ không có bị gắt gá đó. Nên nó là rất nhiều mối quan hệ của chúng ta đang trong tình trạng là lâu không liên lạc, nhiều năm không liên lạc nè, hãy lấy nó ra. Còn trong cái số điện thoại của bạn, Lan tin tưởng là không có ai mà bạn hoàn toàn không biết về họ mà bạn lưu cái số đó, một mình bạn theo lưu thôi, còn lại không ai lưu cái số kiểu giống vậy hết, đúng không? Người trong điện thoại hiển nhiên mình cũng phải biết họ là ai thì mình mới lưu số chứ. Cho nên là không thể nào nói là tôi không có người quen, mà là tôi tàn phá cái mối quan hệ của tôi, làm nó thui chột cái mối quan hệ của tôi thôi. Đó, nên là cái điểm đầu tiên mà Lan nói là bạn cũ này, chú ý cái này. Còn bạn mới thì rất là dễ dàng. Rồi, ok. Rồi sau đó là gì ạ? À? Đồng não. Phải đồng não nó mới thông minh. Mình muốn là làm sao để có thể gặp gỡ cái người bạn đó để chia sẻ, hay mình nghe bạn đó mới bị mất một căn bệnh gì đó, mình rất muốn chia sẻ cho họ mà lâu quá mình không liên lạc, thì mình phải đồng não, đồng não, đồng não, đồng não sẽ làm cho mình thông minh hơn cả nhà ơi. Đó, nên là mình hãy tìm cách nha, em quay là mình phải tìm cách. Rồi vậy thì từ giờ về sau á, nói là mình không có người là mình chưa biết cách thôi, chứ danh bà của mình người còn rất là nhiều. Rồi, và cái điều quan trọng hồi nãy Lan nói là cái gì ạ? Cái danh sách của chúng ta là cái bản đồ kho báu. Từ cái kho báu này này, nếu mà chúng ta làm á, chúng ta đúng cách á, thì nó sẽ giúp chúng ta thành công. Mà nếu mà chúng ta không biết cách với bản đồ kho báu, là giống như Lan nói á, là từ kim cương dần dần sẽ trở thành sỏi đá. Và như thế nào ạ? Nếu mà chúng ta làm quay một không có chiến lược, chúng ta làm bầy làm bà, chúng ta sực nhớ ra một người và chúng ta hèn á, thì chúng là ta làm em quay như vậy là nó không có chuyên nghiệp, nó nghiệp dư, thì như vậy kết quả nó cũng sẽ rất là nghiệp dư đó. Nên là những người á, bạn mới hoặc là những người bạn đã làm một thời gian rồi nhưng mà vẫn chưa có cái này, thì hãy cùng ngồi cùng với tuyến trên liệt kê danh sách là bạn liệt kê, nhưng mà phân tích danh sách và để có một cái chiến lược gặp gỡ tiếp xúc chia sẻ phù hợp với người đó. Bạn không có kinh nghiệm thì bạn nhất định phải tìm cái người lãnh đạo có kinh nghiệm, chứ không nhất thiết là lãnh đạo của bạn đâu. Đôi khi tuyến trên của bạn không có kinh nghiệm này, nhưng mà chắc chắn một người đã làm lên được 21% gì đó thì chắc chắn họ phải có cái kinh nghiệm này. Thì mình hãy cầm cái danh sách của mình và để nhờ cái người tuyến trên có kinh nghiệm đó, họ xem để coi cái tài nguyên của mình nên khai thác như thế nào. Đó, thì đây là Lan nói là đối với em quay cái mối quan hệ là cực kỳ quan trọng, và nó chính là cái bản đồ kho báu của chúng ta, và đó chính là lý do vì sao chúng ta phải liệt kê nó ra. Và một cái gọi là gì, một cây bút chì cùng cũng hơn một cái bộ óc sao. Đó, dạo gần đây thì Lan cũng nghe rất là nhiều những cái bài chia sẻ của Jim Rohn đó, là bậc thầy về cái huấn luyện thành công đó. Thì thầy cũng nói là cả mọi thứ thầy luôn luôn có sổ, có bút ở trong cặp. Những cái ý tưởng nó có thể đến vào bất kỳ lúc nào, và lúc nào mình cũng cần phải ghi chép. Và cái danh sách của mình cũng cần phải ghi chép ra, nếu không mình sẽ không thể nào thống kê nó ra được. Ví dụ như Lan nói là một mối quan hệ theo nhóm, nó có trong một cái lớp học nó có mười mấy, 20 người, bạn có đột ngột bạn nhớ ra hết, bạn sẽ không thể nào tổ hợp như vậy, nên bạn cần phải có cái danh sách. Và khi bất kỳ khi nào, các anh chị biết không ạ, đối với người mà làm một thời gian, là bất kỳ khi nào mình có thời gian trống, mình rảnh, mình biết làm gì là mình cứ lôi cái danh sách mình ra mình nhìn, là mình có thể gặp gỡ với ai, mình có thể tiếp xúc với ai, mình nên kết nối với ai. Đó, luôn luôn có danh sách ở trong người nha, luôn luôn có danh sách ở trong người. Rồi, danh sách này luôn trong người. Cái gì luôn trong người nữa ạ? Cái gì nữa các anh chị biết không ạ? Cái gì phải luôn trong người nữa không ạ? Người nào làm quay một thời gian là gì ạ? Cái sơ đồ hệ thống này, cái thờ mà ghi cái mục tiêu á, và cái kế hoạch trong tháng này là luôn luôn phải có ở trong người. Rất cơ bản là phải luôn luôn có trong người. Giờ nào mình trống cái danh sách mình ở đây, mình có thể hẹn ai bù vào cái giờ trống hay không. Đó, kết nối như thế nào, tuần này mình sẽ liên lạc với ai để hâm nóng mối quan hệ, để vài tháng tới mình gặp, mình có những cái kế hoạch như vậy, nếu không mình sẽ bị quên, nó sẽ bị sót về em quay, nó rất là nhiều những cái việc linh tinh, đúng không ạ? Đó, ok, thì mình chú ý cái điểm này, danh sách rất là quan trọng, phải liệt kê ra, tránh cái trường hợp mất và mình phải tổ hợp cái kho tàng của mình. Và khi mình có cái danh sách thì mình cần phải liệt kê theo cái trình tự như thế nào. Các anh chị có thể là in
in một cái khung. Có nhiều người thì họ thích đánh máy rồi in ra, đánh máy rồi in ra cũng được. Còn nếu không á, thì mình có thể in một cái form rồi sau đó mình điền. Thì mình cần phải có những thông tin gì? Cái danh sách này không phải mình sai, mà do là tuyến trên của mình cần phải hiểu nó. Cho nên là mình phải viết làm sao để nhìn cái có thể biết được là người của mình là họ như thế nào. Thì mình cần phải có những thông tin, cả nhà thấy thông tin gì là cần ạ? Đầu tiên, tên. Rồi, số điện thoại. Rồi, tránh cái trường hợp mà bị mất. Gì nữa ạ? Địa chỉ thì không cần địa chỉ chính xác nha. Lan chỉ cần mọi người viết dùng Lan cái khu vực. Ví dụ như Bình Dương, là mình biết à bây giờ này Bình Dương có một cái nhóm đang ở Bình Dương, để khi nào mình lên kế hoạch Bình Dương á là mình sẽ sắp xếp như vậy. Và mình sắp xếp á, là mình nên sắp xếp theo cái gì ạ? Cái nhóm mối quan hệ, cả nhà nên liệt kê theo nhóm. Và trong cái nhóm thì cả nhà mình cũng nên phân bổ theo một cái nữa gọi là cái gì ạ? Địa lý. Ví dụ như họ hàng, cái nhóm mà họ hàng nhưng mà lại có họ hàng đang ở, họ hàng thì đang ở Sài Gòn, đang họ hàng Bình Dương, thì mình nên đó là liệt kê là cái nhóm họ hàng, nhưng mà đầu tiên mình liệt kê cái nhóm họ hàng mà đang ở Sài Gòn gần mình nhất, rồi cái nhóm họ hàng thứ hai là đang ở Bình Dương, và nhóm họ hàng thứ ba là ở các tỉnh xa. Thì như vậy mình khi mình quan sát nó sẽ dễ hơn là ông Sài Gòn ông Bình Dương mình bố trí rất là loạn, khó quan sát đúng không ạ? Đó nên là mình liệt kê theo nhóm này và theo cái khu vực địa lý, tên, số điện thoại, rồi gì nữa ạ? Nghề nghiệp. Nghề nghiệp nói được cái gì các anh chị? Nghề nghiệp nói lên được rất nhiều. Nếu ông này á, ông là đang là chánh 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 văn phòng gì gì đấy đi, ví dụ như ông này ông đang là cái gì tòa án, cái vị trí cao tòa án, hoặc là giờ thẩm phán hả, ví dụ như vậy, mình nói ông là một cái thẩm phán về tòa án đi, thì cả nhà có thể có một cái sự hình dung gì về cái chức vị này? Đầu tiên họ chắc chắn là người ăn có học, tại vì có học thức, có trình độ, cái kiểu nói chuyện mình sẽ khác. Và đúng không ạ? Đầu tiên là mình sẽ có một cái sự hình dung về cái của họ như thế nào. Cái thứ hai á là đối với cái vị trí đó mình có thể hình dung tương đối về cái cuộc sống của họ, chắc chắn không phải một cuộc sống mình cùng. Đúng không ạ? Tại vì cái vị trí đó là một vị trí tương đối và chắc chắn cái cuộc thống sống của họ sẽ là từ trung lưu trở lên. Và mình cũng có thể ước lượng được về cái mức thu nhập như thế nào đó. Nó có rất nhiều điều để nói từ cái công việc. Và đặc điểm của mỗi người làm một cái ngành công việc, họ sẽ có những cái nhóm môi trường hơi hơi giống nhau. Ví dụ như làm quân đội này, làm công an này, làm giáo viên này, họ có những cái hệ tư tưởng nó tương đối giống nhau, hiển nhiên mình không có thuộc là áp lực. Nhưng mà mình biết là môi trường nó sẽ tạo ra con người, họ sẽ có những cái điểm này tương tự và sẽ giúp cho cái người tuyến trên của mình khi mà nói chuyện đó là mình sẽ định hướng được là những cái người đó thường là họ sẽ cần cái gì, cái điểm khó khăn trong công việc của họ là gì, cái điểm mà thuận lợi trong công việc của họ là cái gì, để mà biết chia sẻ đúng không ạ? Nên đó là nghề nghiệp cũng rất là quan trọng. Tiếp theo, tiếp công quả liệt kê đúng rồi, nếu mà được á, mình biết cái thu nhập, không biết thu nhập thì mình cứ ước lượng cái thu nhập. Ví dụ như mình biết họ làm chánh văn phòng á, thì thu nhập của họ nhà nước mấy triệu thôi, nhưng mà nhà hiện tại họ đang ở biệt thự 3 tấm, thì các bạn đừng có biết thu nhập của họ một tháng là 10 triệu nha. Đúng không ạ? Không thể nào như thế được, người ta sẽ có những cái gì đó A, B, C, D thì mình dự đoán được. Rồi, tiếp tục. Câu hỏi rất là quan trọng. Cái câu hỏi nó sẽ nói được về cái gì các anh chị? Rồi, chính xác. Nếu mà gặp một người, những câu hỏi là mình biết là chủ đề họ quan tâm là cái gì rồi đó. Gặp ông mà 20 tuổi mà cứ say mê nói về sức khỏe, trong khi người ta khỏe như trâu thì thực ra là cũng không có quan tâm, đúng không ạ? Rồi, cái tuổi còn nói được cái gì nữa? Suy nghĩ đi cả nhà, suy nghĩ cả nhà, nhớ bài chứ nghe xong không nhớ gì đâu. Một người, cái tuổi tác nói được thêm cái gì? À, chính xác, cái tuổi tác là sẽ liên quan đến kinh nghiệm cuộc sống đấy. Còn gì nữa ạ? Sở thích, tuổi tác và sở thích cũng có liên quan, nhưng mà thường là cái nhu cầu á, cái điểm mà họ quan tâm ấy là nó liên quan đến tuổi tác. Một cái người 20 tuổi mà cứ ngồi nói giáo dục con cái và thừa kế con cái là chết, đúng không ạ? Nhưng mà đảm bảo một người mà bây giờ họ đang có con rồi á thì họ sẽ quan tâm cái điều này, đúng không ạ? Rồi những cái người ví dụ như là sao ạ, những cái giai đoạn của cái người mà một người làm cha làm mẹ, nó cũng cái nó sẽ có những mối quan tâm khác nhau.
Ví dụ như cái bà mẹ bỉm sữa thì quan tâm cái điểm khác, mà một cái bà mẹ có con học cấp 2 là sẽ quan tâm điểm khác, đúng không ạ? Một người lớn tuổi họ sẽ có những cái mối quan tâm khác. Người già thì sẽ quan tâm đến cái gì các anh chị ngoài sức khỏe? Cũng vậy thôi, con cái di sản thừa kế, giá trị gì đó, đúng không ạ? Rồi ok, nên là cái tuổi tác cũng rất là quan trọng. Gì nữa ạ? Bây giờ ví dụ như là tuổi là bây giờ 50 tuổi rồi, vị trí đang là nhân viên, nói được rất nhiều điều các anh chị, đúng không ạ? Nếu một người mới 35 tuổi mà họ là hiệu trưởng thì các anh chị biết đó là từ đó mình sẽ có thể hình dung được một con người như thế nào. Một người mà gọi sống an phận lằng nhằng không thể nào 35 tuổi mà lên phụ trưởng một đơn vị được. Nên những cái điểm đó mình sẽ thấy được những cái điểm rất là sáng giá từ trong con người đó, và mình nhận định được là cái người này có những cái tố chất gì nữa kìa. Nên là rất là quan trọng khi mình kết nối các cái dữ liệu, đúng không ạ? Rồi. Tiếp tục. Cần quan tâm gì đến đối tượng ạ? Để tránh những trường hợp như ở khóc giờ cười cứ kêu làm em quay để thừa kế, mà trong khi người ta hai vợ chồng bị vô sinh. Thiệt luôn, nó nhiều lúc mà mình nói chuyện mà nó vô duyên gì mà nó vô duyên khủng khiếp rồi gì à. Làm em quay để đưa cha mẹ đi du lịch nước ngoài, cha mẹ người ta mất hết rồi. Nên là người tuyến dưới mà không có làm cái này này, mà lại không có khả năng mà trao đổi với tuyến trên, là tuyến trên chưa có kinh nghiệm để lấy đủ thông tin đi nói chuyện. Nhiều lúc mà mình nói bài OBB hoàn mấy, chỉ cần nói một câu thôi là cả nỗ lực của mình là tan thành mây khói bởi mình vô duyên, à, đúng không ạ? Nên là mình sẽ cần phải biết là gì ạ? Đặc biệt là người ta ví dụ như người mà có con cái này, cả nhà thấy có phải là những người mà lăn lăn chưa có con, nhưng mà phải người có con rồi, cái quan trọng nhất của cuộc đời họ bây giờ là chính con họ không? Mà có một cái đứa con ví dụ như là con trai hay con gái nó cũng là khác nhau rồi này, chủ đề nói chuyện nó phải khác rồi này, mối quan tâm nó cũng sẽ khác nhau rồi này, đúng không ạ? Rồi cái tuổi tác của nó cũng sẽ rất là quan trọng này. Ví dụ như bữa trước đây Lan kể một câu chuyện rất là thực tế, mà đã là một cái điều mà nó ảnh, có thể là cái quá trình là thay vì hỗ trợ được một người thì mình đã là đánh một người. Các anh chị biết không ạ? Là tuyến dưới là đây, đây là câu chuyện của nhà anh Dân luôn, kể luôn. Rồi anh Dân có phát động được một người, cái chị đó khoảng cỡ tầm chắc 40 mấy tuổi đến đại hội thành công. Mà cả nhà biết không ạ? Con trai của chị ấy đã đến đại hội thành công để chở mẹ về với một thái độ khinh ghét em quay, thương thù em quay ấy. Là có một điểm mình không chú ý là một cái người phụ nữ mà 40 mấy 50 tuổi rồi thì con của họ thường là sẽ bao nhiêu tuổi? Tuổi trưởng thành. Nếu mà họ sống riêng với con á thì không sao, có thể là cái việc mẹ mẹ làm việc con làm, nhưng họ sống cùng với con của họ và họ là một cái người không có tri thức cao bằng con của họ, họ chỉ là một cái người lao động phổ thông, con của họ có bằng đại học, thì cả nhà nghĩ là tư tưởng của con họ kiểu như thế nào. Và mình cũng phải xem cái cá tính của người 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 mẹ đó phải là người phải là gì à, là một cái người mà là hay không, hay là một cái người mà sẽ bị ảnh hưởng khi mà cái gia đình như này mà bầm mẹ người ta đi đại hội thành công là đi là phải học qua đêm, mà đi qua đêm thì con trong nhà có biết không? Chắc chắn sẽ biết. Và đi như vậy thì có hỏi là mẹ đi đâu không? Chắc chắn là sẽ hỏi mẹ đi đâu, mà kêu đi đến cái chương trình của mấy người bán hàng đa cấp thì sao? Đây là một cái kinh nghiệm cả nhà ha. Đó, nên mà mình biết là nếu mà những cái người như thế này này là mình phải nói chuyện với người nhà trước. Nếu mà mình là OBB cho cái người con này rồi á, cái tình huống này á, nó một là người mẹ sẽ đến được đại hội thành công, hai là không đi luôn, là ngay từ đầu chặn rồi. Nhưng mà như vậy cũng tốt, ít nhất mình có cái cơ hội để mình trao đổi với cái người đó. Còn không á, người ta đến đại hội thành công mình không có cơ hội để nói luôn, họ đến họ đánh mẹ họ về họ không chịu ngồi làm gì hết thì mình làm gì được, đúng không ạ? Nên là mình bị động, và ngay trong cái đại hội thành công mình còn phải tham dự cái chương trình nữa, mình cũng đâu có nhiều thời gian đó. Nên cả nhà thấy không ạ, cái vụ này á, là nhiều gia đình, và gần đây là có một cái câu chuyện của tuyến dưới, người con của cái cô đó là phản đối vô cùng mạnh liệt em quay đây. Nên là mình phải chú ý là con họ đã đến cái tuổi mà nó có ý kiến lập trường người mẹ hay chưa, là mình phải đi thông người nhà nếu muốn phát động người đó đi đó. Ok, là mình chú ý đó. Rồi con của họ nếu bây giờ 1-2 tuổi thì mình phải hiểu được một người phụ nữ này sẽ rất khó khăn để xếp về cái thời gian. Nói chung là mình sẽ biết được là cái người đó hiện tại họ đang gặp cái vấn đề gì để mình nói chuyện, được không ạ? Rồi thu nhập con cái, rồi có điều gì cần quan tâm nữa ạ? Anh làm em quay đi, anh thành công anh đưa bà xã anh đi du lịch thế giới mà người ta mới bị vừa bỏ,
Nên cả nhà biết không ạ? Khi mà mình kể về một người với tuyến trên của mình nhé, cái điều gì mà nó càng thâm cung bí sử, nó càng là những cái điều nhạy cảm, thì cái điều đó nó lại cực quan trọng với cuộc nói chuyện. Mình kể không phải là để mình ngồi lê đôi mắt, mình kể là để mình có cái cách nào đó để tiếp xúc, để chia sẻ và để giúp đỡ cái con người đó mà. Cho nên á, là những cái chuyện mà giống như vậy đó, họ sống trong nhà chồng, họ rất là mẹ chồng nàng dâu hiện tại đang gặp những khó khăn, vợ chồng của họ đang cãi vã gây lộn, cái người chồng thì thường xuyên ra ngoài công tác và thường xuyên là sao à, cũng dễ bị say nắng say mưa, thì đây chính là những cái điểm nhạy tổn thương ở trong cái con người, nhưng nó có thể là cái động lực vô cùng mạnh mẽ, cái nhu cầu của họ để họ tìm một cái sự bình an trong cuộc sống. Nên là những cái điều này tuyến trên hiển nhiên không có cái điều đó để nói đâu, nhưng mà trong cái quá trình mà kể chuyện những cái câu chuyện, mình có thể là có những cái gì đó phù hợp để mình chia sẻ với người này tốt hơn, đúng không ạ? Nên là mình cần biết những cái đó, những cái điểm mà đặc biệt cần lưu ý. Dạ, cái điểm này là những điểm cần lưu ý này. Rồi gì nữa ạ? Tuổi, nghề nghiệp, thu nhập, con cái, rồi là nơi họ sống, là hồi nãy mình nói về địa lý rồi ha, là gọi là gì ạ? Nơi ở. Nơi ở không cần phải liệt kê chính xác địa chỉ đâu. Đó, thì mình cần, nhưng mà mình cần có cái thông tin về nơi ở, con cái rồi gì nữa. Rồi, cái này cũng đúng rồi, hoàn cảnh gia đình nhé. Ví dụ như hoàn cảnh này, mình cần lưu ý, ví dụ như người này á, ở nhà trọ, một người mà 45 tuổi ngày hôm nay đang ở nhà trọ, điều đó thể hiện cái điều gì? Người ta có khao khát có một cái nhà không? Và cái thu nhập hiện tại người ta chắc chắn cũng không có tốt, nên 45 tuổi cũng đang ở trọ, đúng không ạ? Và nếu vậy á, thì họ là một người hoặc là phải sống xa gia đình, hoặc là họ có thể là người ở tỉnh lên, mình đều cần phải biết hết. Tại vì một người ở tỉnh lên Sài Gòn, cái nhu cầu của họ là phải có một cái nhà. Và cái công việc hiện tại họ không đạt được, thì rõ ràng nếu mà mình dự đoán mình sẽ đặt người này cần một cái căn nhà, thì mình đi OBB á, mình sẽ nhấn mạnh vào cái điểm đó. Nếu bạn lên được Imaro là bạn có thể mua được một căn chung cư trả góp ngay, đúng không ạ? Bạn lên Diamond bạn có thể mua được một cái căn nhà ở thành phố Hồ Chí Minh. À, ví dụ như vậy, mình OBB cái gì đó phù hợp cho cái nhu cầu của họ. Thì mình cần phải biết cái hoàn cảnh này. Rồi vợ chồng của họ làm gì? Nên khi họ không tiềm năng lắm nhưng họ có một tiềm năng đây, hoặc là như thế nào đó, đúng không ạ? Mình cần phải biết về cả người vợ của họ, người chồng của họ, nếu mà mình có thông tin, mình hãy cho thông tin. Rồi. Rồi và cuối cùng nó là gì ạ? Những cái á, nếu mà mình biết, cả nhà có thể liệt kê dùng cái sở thích. Từ cái sở thích này mình phán đoán cái nhu cầu rất là hay. Bây giờ một bạn là chỉ thích câu cá thôi. Một bạn thích câu cá thì hồi giờ chỉ đi chơi chung với nhau thì câu cá, bây giờ muốn OBB thì sao? Đi câu cá. Câu cá OBB, đúng không ạ? Cà phê thì đi cà phê. Đó thì tùy, đúng không ạ? Tùy theo cái nhu cầu này, sở thích mình cũng có thể có những cái lời mời phù hợp nè. Rồi ví dụ như bạn này á, là sở thích tìm người yêu, đúng không ạ? Thì mình sẽ hẹn đến một nơi, đúng không ạ? Ở đây mình có một cái nhóm bạn hiện tại đang chơi, có rất nhiều bạn nữ rất là dễ thương. Bữa nào mình đến đó rồi mình cùng nhau giao lưu coi có ai đó phù hợp bạn không? Cũng được. Giá trị hội nghị gia đình. Sở thích nhu cầu ấy đó, người ta mẹ người ta đang bệnh quá trời luôn, bây giờ người ta đang tìm thầy tìm kia, người ta đang tìm độc, người ta đang nghiên cứu về dinh dưỡng, người ta đang tìm thuốc để người ta hỗ trợ điều trị sức khỏe. Thì mình biết là nhu cầu của họ là gì ạ? Là sức khỏe. Thì mình biết là mình phải ABC như thế nào để mà hẹn gặp được đó. Nên cái chỗ này là cái nhu cầu sở thích này đó. Và cuối cùng là giống như Lan nói, những cái lưu ý quan trọng để mà mình đến khi đó mình không bị vướng vào. Giống như hồi nãy Lan nói những cái điều đó, cha mẹ của họ còn hay không, họ có con cái hay không. Đấy, những cái điều đó là những điều hết sức nhạy cảm và nó dễ tổn thương con người, là phải chú ý. Rồi vợ chồng của họ, cái mối quan hệ nó tốt hay không, như gì đó ha. Rồi, ok. Và đây là mình nên liệt kê một cái thư mục như vậy. Và mình liệt kê á, giống như Lan nói này, liệt kê theo nhóm. Trong nhóm thì mình lại chia theo cái khu vực địa lý để cho dễ quan sát. Rồi mình sẽ có những cái nhóm bạn nào, cả nhà cùng nhau liệt kê với Lan đi. Quan hệ, mối quan hệ. Mình liệt kê theo nhóm thì mình có những cái nhóm nào nhỉ? Mà hồi giờ cứ kêu là không có người để hẹn, tôi không có người quen. Rồi, đầu tiên là người thân. Người thân một nhánh, đúng không ạ? Nếu mà có vợ chồng thì sẽ có hai nhóm người thân lần tài, họ nội với họ ngoại đối kia liên quan. Họ hàng của chồng và họ hàng của vợ, của bên chồng nè, hai nhánh bên vợ, Sapphire.
Rồi, ok. Người thân, tiếp tục ạ. Bạn thì nhiều lắm, bạn bè quá chung chung. Rồi, bạn học, nhóm bạn học. Bạn học á, thì thân nhất với mình là mấy người mà học gần nhất, đúng không ạ? Có đại học thì là đại học, có cao học thì cao học nè, không có thì cứ lui dần. Cấp 3, 2, 1, rồi mẫu giáo. Mẫu giáo chắc là lớp mẫu giáo của con mình nhá. Ok, rồi gì đó, nói chung là bạn học, tiếp tục. Rồi, bạn làm, đúng không ạ? Mấy cái chữ đồng á, đồng môn nè, rồi đồng nghiệp gì đó, đồng nghiệp. Đồng hương, đồng môn, đồng nghiệp á, mình đồng đồng. Đồng nghiệp có ai? Đồng nghiệp đúng không ạ? Làm mấy công ty là sẽ có mấy nhóm mối quan hệ đó. Rồi, không sót, tiếp tục. À, mình sống thì mình không phải sống ở trên trên hoang đảo hay là trên núi đúng không ạ? Mình sẽ có hàng xóm. Rồi, hàng xóm láng giềng, hàng xóm cũ, hàng xóm mới, có thể loài đó gì nữa ạ? Tiếp tục. À, người yêu cũ, người yêu mới, quá phức tạp. Hệ thống này phức tạp. Rồi, người yêu cũ, người yêu mới. Còn ai nữa ạ? Bạn Zalo Facebook mà anh liệt kê là chết luôn. Nhiều quá. Tại giờ Zalo Facebook Zalo giờ chắc cũng phải cả ngàn người rồi đó. Cho nên là có gì nữa? Những cái người nào mà hàng ngày mình sẽ có cơ hội gặp gỡ và tiếp xúc à? Bạn xã hội nè. Có bạn xã hội không cả nhà? Có những người không phải là hàng xóm, không phải đồng nghiệp, không phải bạn học, không phải người thân nè, bạn xã hội có. Đó, có gì nữa? Hoặc đồng nghiệp nè, đối tác nè. Đối tác làm ăn gì đó là những cái liên quan đến công việc á. Bạn xã hội đó gì à? Con có đi học không? Con là con phải đi học, đúng không ạ? Ví dụ như con đi học thì sẽ có sinh những mối quan hệ gì? Phụ huynh, hội phụ huynh, phải thường xuyên họp hội phụ huynh. Đúng không ạ? Rồi tiếp theo là gì ạ? Giáo viên chứ. Đó, mình sẽ có hệ thống giáo viên. Rồi ví dụ như là bạn bình thường sinh hoạt, bạn hàng ngày á, bạn có những người mà bạn phải trả tiền không? Hay, bạn chính là những khách hàng của họ nên nên họ sẽ nghe bạn. Đúng không ạ? Phép lịch sử, mình là khách hàng của họ sẽ nghe mình nói. Ví dụ như tôi hay đi mua đồ ở đâu, mua ba chỗ mà thấy vẫn chưa tiếp xúc được, kiếm chỗ mua là sẽ có người quen thôi, đúng không ạ? Nhưng cái gì mà hàng ngày phải mua đó, mua rau. Và bữa trước có chị Liễu, cô Liễu chia sẻ là kinh nghiệm người ta là công nhân, người ta chia sẻ người ta sống nội tâm và không có mối quan hệ, người ta kết nối như thế nào. Rau á, là không mua một chỗ, mua chỗ này 3 ngày nó chuyển xong là qua chỗ khác không thấy, quay lại nó mua nữa, nói xong em quay đi kìa chỗ khác mua tiếp. Đó là như vậy, là mình xây dựng nó là những người bạn phải trả tiền thì đều phải mua rau, mua thịt, mua cá, mua thức ăn đó. Hồi xưa mua tất cả một chỗ, bây giờ mỗi quán mua là bạn quen nhiều lắm. Và bạn còn phải lừa cái giờ mà đến mua nữa, cái nghệ thuật đi phải lừa cái giờ không có ma nào hết, đúng không? Đó, mình làm em quay là mình có đó, ăn phở là ăn cái giờ mà không có khách. Mình đến những nơi lúc mà họ không có khách, mình mới có cơ hội để mình trở nên đặc biệt. Còn lúc mà mình đến lúc người ta đang có 100 người khác thì bạn cũng giống như 100 người kia thôi. Đó, nên là cả nhà thấy mình phải em quay nó phải có cái một chút về, mình phải hiểu, mình có một chút xíu cái kỹ thuật. Đó, người bạn phải trả tiền nè, cái ông thu tiền điện của nhà bạn nè. Rồi cái gì à, ông tóc của bạn này đều thu tiền của bạn hết đây. Những người mà mình sử dụng dịch vụ của họ hàng ngày đấy thì mình có thể những người đó mình chia sẻ. Rồi. Hết chưa cả nhà? Ông bác sĩ của mình, ông bác sĩ của con mình gì đó, những người mà mình có con là phải đi khám bệnh, đúng không ạ? Rồi đại khái là một số cái nhóm quan hệ như vậy thì Lan thấy nó cũng khá nhiều, mình cứ liệt kê ra nha. Rồi, ok. Bây giờ có rồi, và nhớ là cả nhà nhớ giùm Lan là theo mối quan hệ nhóm. Đừng có một người họ hàng thì ở đây, một người ở cuối danh sách, một người ở giữa danh sách. Mình sẽ rất là loạn khi mà mình làm, mình phân tích không có được, nên mình có thể làm trên máy tính cũng được, hoặc làm trên viết trên giấy, nhưng mà phải liệt kê theo nhóm. Đó. Và theo địa lý. Rồi. Giống bữa trước Lan có một tuyến dưới, Lan liệt kê với chị đã đời cái xong á, nói đã đời thông tin cái một hồi người ở đó, người ở đâu á, mà giờ mình đã làm được những người đó đâu. Mình phải ưu tiên ở gần trước, đúng không ạ? Thì mình cần biết cái địa lý của họ. Và cả nhà nhớ hồi nãy Lan sót một cái này, đó là cái mối quan hệ. Một người bạn á, mối quan hệ thân hay là sơ, cái lời hẹn hoàn toàn khác nhau. Cách hẹn hoàn toàn khác nhau. Một người cái mối quan hệ này á, là nếu mà không thân thiết, mình không thể đưa ra những cái lời hẹn thân tình được, rất là kỳ. Nên là cái mối quan hệ của mình và họ cũng quan trọng ha. Rồi, ok, đó là các nhóm. Bây giờ á,
đối với các bạn mới mà muốn rèn luyện ấy, lúc đầu mình chia sẻ thường là tỷ lệ thất bại cũng sẽ có một số, cho nên ví dụ như vài người đầu tiên á, để nó ảnh hưởng đến mối quan hệ nhóm, mình có thể lấy ra khoảng 5 người đầu tiên đi. 5 người đầu tiên mà mình giúp tuyến dưới đi chia sẻ á, thì mình nên chia sẻ tới những mối quan hệ lẻ là không liên quan đến ai. Chết thì chết một người. Còn nếu mà mình đưa ra một cái chùm mối quan hệ, ví dụ như mình làm người nhà của họ, mà một người không thông có thể họ rao cho cả họ đó là Lan nó đi làm bán hàng đa cấp à. Bữa nay nó đi lừa đảo gì bên công ty Amway á, là như vậy là mình sẽ rất là trở ngại khi mình có những cái cuộc hẹn tiếp theo. Nên là mình có thể làm thử vài cái người đầu tiên là làm cái người lẻ. Đó, và thầy các thầy cũng có hướng cho gì mình là một cái bảng danh sách gồm có 8 ô đúng không ạ? Ví dụ như đây là Lan. 8 ô. 4 8 hay 9 ô gì đó. Đó. Thì mình sẽ thấy ở đây á, là nó sẽ có các cái ô trống này, mình sẽ liệt kê ra những người mà mình cảm thấy dễ gặp. Mình giúp cho tuyến dưới mình hẹn những người dễ gặp, ví dụ như là người nào là dễ gặp này, người đã từng giúp họ, mình đã từng giúp họ, mình cho họ vay tiền hay trong quá khứ mình có sự giúp đỡ với họ, mình họ hẹn họ ra dễ không? Dễ. Rồi. Người mà mình giúp phần họ. Một đứa em của mình mà cái việc gì trong cuộc sống cũng thường xuyên hỏi han ý kiến của mình hẹn nó ra dễ không? Mình có uy tín với nó mà, mình có cái trọng lượng trong 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 cuộc sống của người ta thì mình hẹn dễ không? Dễ hẹn. Rồi. Ví dụ như hai người đã từng giúp đỡ nè, hai người mà mình ảnh hưởng họ nè. Rồi hai người cùng sở thích nè, cùng sở thích hẹn có dễ không? Đó, hẹn theo cái sở thích này là sẽ dễ nè. Đấy, rồi ok. Ví dụ như thích đi sở thích lành mạnh ha. Rồi. Rồi có hai người như thế nào nữa? Hai người họ rất là quý mình nè. Ví dụ như những người này chắc chắn là hẹn ra là sẽ khá là dễ. Thì đầu tiên mình có thể làm một cái danh sách như thế này để mình khởi động nhanh. Tốt nhất là những cái mối quan hệ này là những cái mối quan hệ riêng biệt thì tốt. Đừng có nằm trong nhóm thì sẽ ok hơn. Và một khi mình đã đồng đến cái đối tượng nhóm là nếu mình biết cách làm á, mình sẽ làm nhanh. Mà nếu mình không biết cách làm á, nó sẽ làm có thể một chùm mối quan hệ. Đó, vậy thì đối với hôm nay Lan chú ý là cái đối tượng nhóm. Ví dụ như bây giờ họ hàng. Lan đưa một cái nhóm là họ hàng đi. Vậy Lan hỏi là tâm lý của các bạn mới á, đi bảo trợ ai? Người nào á, mà rảnh rỗi, người nào mà thất nghiệp, người nào mà cuộc sống khó khăn là mình có tâm lý là đi bảo trợ người đó, tại mấy người đó nói dễ hơn. Có đúng không ạ? Đây là vấn đề. Những người á mà thất nghiệp, những người mà cuộc sống bây giờ rất là khó khăn, rất là tệ á, những người mà họ dở á, thì cái tư tưởng của họ thường cũng sẽ có vấn đề giống như túi tiền của họ. Bây giờ bạn muốn bảo trợ thủ lĩnh hay là bạn muốn bảo trợ mấy người mà kéo bạn xuống luôn mới là vấn đề. Nên á, là nếu mà lúc đầu này mình có thể đi rèn luyện với những cái người mà họ tầm hơi hơn mình với vài cái mối quan hệ đầu tiên, nhưng mà đã đùng đến nhóm không có bảo trợ kiểu vậy, bởi vì bảo trợ kiểu vậy là cực kỳ dở, nó sẽ bù nhau. Phải là nhóm quyết định đi làm là phải có một kế hoạch là liên tục hẹn những người trong nhóm chứ không phải là một người. Hay khi một khi đã đồng đến ông A rồi á, là mình vừa nói chuyện với ông A, là khi mình nói chuyện với ông A là mình trước đó mình đã cuộc hẹn ông B, ông C, ông D hết, là những ngày sáng sớm nhau là lo đi gặp hết cái nhóm đi, chứ không phải chờ gặp xong ông A mình mới lên kế hoạch mình hẹn ông B. Như vậy nó bị chậm mất thông tin, nó có thể là lan truyền rất nhanh, gọi là rút dây thì đầm rừng. Mà thường cái dây này thông tin người thích em quay thì ít, mà người người tiêu cực em quay thì là quá trời, đúng không ạ? Nên là cả nhà là nhớ là kiếm cái người đó, người nào giỏi, có sức ảnh hưởng, có tư tưởng tốt. Ông nào tư tưởng tốt nghe cái chế độ em quay rất khả năng là dễ hiểu. Nên phải kiếm những cái người này nè. Cái chuyện đầu tiên, tất nhiên là mình rất mong muốn gặp cái ông A là người tuyệt vời nhất nhóm, nhưng bây giờ mình với ông A lại không. Thì bây giờ mình bắt buộc mình có thể chọn ông B, ông C. Đó, ví dụ như mình thấy ông A, ông B, ông C là ba ông mà tiềm năng nhất. Thì bây giờ ông A không được xin đi nói chuyện với ông B. Đúng không ạ? Hoặc là nói chuyện với ông C, chứ không thể nào là kiếm cái ông E, ông F là những cái người thất nghiệp rồi, nhàn rỗi rồi, tư tưởng tiêu cực rồi, cuộc sống bình hàn ở đây để mà mình chia sẻ trước. Sau khi mình chia sẻ với ông F này mà thành công này thì sao? Mình đi bảo trợ ông A này khó lắm. Tự nhiên tao giỏi vậy mà tao phải làm tuyến dưới của thằng giữa em. Cảm thấy là không có vui rồi đó. Đúng không ạ? Nên là nếu mà mình hỗ trợ người A, mình sẽ nói: chú ơi,
trong cái gia đình mình á, trong dòng họ mình á, con thấy chú là một người rất là có cái gọi là cái tầm nhìn, và con thấy được cái giá trị của em quê rất là tốt, rất là lớn, nên con muốn nói chuyện với chú trước tiên. Bây giờ á, chú mở cái thẻ em quê đi, con với chú cùng nhau đi chia sẻ hết cho cái đây này. Con đã liệt kê cái danh sách của gia đình mình này, và con thấy mọi người trong gia đình mình cũng rất là nhiều người chịu khó cần cơ hội, bây giờ mình đến hỗ trợ những người đó làm. Thì tự nhiên chú chưa làm, chú thấy là chú có một đoàn trên dưới, đúng không ạ? Thì tôi kể đi, mở cái thẻ trước đi, con làm hay không tính sau. Nên là đây chính là cái cách mà mình sẽ làm cho quá trình mình nó thuận lợi hơn nhiều. Và khi mình làm theo nhóm, cả nhà biết cái sự lợi hại và cái nhanh của em ở dưới nào không? Bây giờ nếu mà đi làm cái thị trường lẻ á, từng người lẻ á, bây giờ mình hỗ trợ xong hôm đó rồi mình trở tầng tiếp theo nó lại khó, đúng không? Nên lại phải là tại vì những cái người này nó không có cái sự liên kết với nhau. Nhưng mà nếu mà trong một cái nhóm này này, mình có hỗ trợ được không A, ông A có sức ảnh hưởng, ông A đi nói chuyện mình cùng với ông A đi nói chuyện với ông B thì cái ảnh hưởng nó đôi không? Ảnh hưởng gấp đôi. Nên là khả năng mà bảo trợ được ông B này cũng cao hơn hẳn so với mình tự nói. Mà nếu mà mình cùng với ông A, ông B mà đi nói với ông C thì sao hả? Tỷ lệ thành công nó còn cao hơn nữa. Hai người kia giỏi như vậy, nhìn như vậy, cuộc sống họ tốt như vậy, họ có vị trí như vậy, họ có làm em quay. Tại sao mình không làm thôi, kỹ trước cho nó chắc? Làm hay không cứ kỹ trước cho nó chắc, đúng không ạ? Thì cái việc mình bảo trợ như thế này nè, nếu mà nhóm này họ hàng của mình có 10 người, mà 5 người mở thẻ, mà 5 người này mà thì cái chỗ còn lại là tự động tình nguyện. Cả nhà biết là cái việc mà nhóm làm đúng thì nó sẽ rất nhanh, nhưng mà làm không đúng thì nó rất chậm. Đó. Và nếu mà mình làm mà mình không có cái kế hoạch để gỡ những người tiếp theo, mình làm đối tượng nhóm mà không có kế hoạch của những người tiếp theo là khả năng là nói xin ông A này á, là cả cái dòng họ mình sẽ biết là mình đang làm bán hàng đặc. Đó. Mình sẽ rất là trở ngại. Và nếu người đó tiêu cực nữa thì cái người kia còn không cho mình cơ hội để miệng nói quay là cái gì sẽ hỏi. Nên cả nhà thấy cái mối quan hệ nhóm nó rất quan trọng không ạ? Và mình một khi mình giúp cho tuyến dưới của mình làm mối quan hệ nhóm này á, và đặc biệt cái mối quan hệ của thị trường này gọi là nắng, nắng rồi là rất dễ bằng tay. Và nếu mà mình làm không khéo thì có thể là cái tuyến dưới của mình nó cũng tiêu luôn. Bởi vì sao? Là những cái sức phản đối từ người thân á, nó có sức ảnh hưởng đối với cái người đó. Đấy, nên là mình phải chú ý về cái thị trường nóng. Rồi, người mới thì mình nên bắt đầu từ cái thị trường nóng thì nó sẽ dễ dàng hơn. Ví dụ như những người bạn bè thân thiết vừa, còn thân quá là rất là dễ gây tổn thương. Đó, thị trường ấm. Còn thị trường lành thì người mới thì chắc là mình chỉ nên học cái cách giống như bác sĩ Nghĩa nói là gì, tập mở miệng. Mình tập mở miệng đi, tại sao mình mở miệng được thì sau này mình có cái kỹ năng tốt. Còn để mình làm được thị trường là thì cái tâm thái của mình phải có một cái tâm thái vững vàng để làm thị trường là được. Rồi, ok, đó là đối tượng nhóm nha, chú ý này cả nhà nha. Nên đó là thực sự nó không có được hoàn mỹ như vậy đâu, nhưng mà nếu mà mình có một cái chiến lược, thầy Phu nói về điều này, thầy Trần Hiểu Bân cũng nói về cái việc làm đối tượng nhóm này, nên nó rất quan trọng. Nếu mà mình biết cách hỗ trợ một người này, họ sẽ có nhóm họ hàng là một này, họ sẽ có một cái nhóm bạn nào đó, ví dụ như bạn học đó, những cái nhóm bạn học này mình cũng sẽ giúp họ như vậy thì á sẽ rất là ok. Và có một cái điểm hay của cái việc mà các bạn làm theo nhóm như thế này chính là cái gì ạ? Mình biết là gì không ạ? Có nhiều người không biết nè, người mới, biết là những người mới quá hưng phấn tuyến trên không theo sát, đang có một tình trạng như vậy trong đội nhóm của Lam. Đó là, đây, ví dụ như chị A này. Chị A này rất là tích cực em quay, chị vô công ty của chị mà chị là một người rất có sức ảnh hưởng trong công ty. Chị nói được rất nhiều người nghe, mà chị chưa có hiểu về đối tượng nhóm này, cái gì biết là chị ấy sẽ làm kiểu gì không? Rồi một thằng ra chia sẻ một cái thẻ. Thằng này ra chia sẻ nữa, thêm một cái thẻ nữa. Thêm một cái thẻ nữa. Rồi hai ông này muốn bảo trợ một người là đi đánh nhau. Mày cùng hỏi em ơi luôn. Bởi vì cái lộn. Giá trị thì chưa hiểu, nhưng mà đầu tiên là mâu thuẫn rồi đó. Và bây giờ cái ông này nè, trời chắc thằng này. Tự nhiên sau đây cũng người quen của tôi mà anh lại trời cá nhân này là cuối cùng mâu thuẫn. Cả nhà mình hiểu cái này không? Nên ở trong một cái nhóm mối quan hệ mà có quen biết với nhau á, thì chúng ta bảo trợ thành một dây, nhưng mà chúng ta cũng không được quyền gắn người, không ý là từ mình đi gắn người á, ý là mình từ đi gặp từng ông một, mình bảo trợ xong rồi mình gắn thành một dây á, thì cái chuyện này á, khi mà cái cuộc OVP không có người đó mà mình gắn người cho người đó, về sau nó có một tình trạng hết vậy, cái đứa con này không phải mình đẻ ra cái cảm xúc khác, tha là mình có một trong cái cuộc OVP đó, mình chỉ nói được một vài câu thôi, nó có giá trị hơn rất nhiều. Cái chuyện là không có mặt mà sau đó tuyến trên mình đi nói chuyện với người đó được, mình không có sự tự tin là một, thứ hai là mình cảm thấy đây là đứa con không có liên quan đến mình hết, sự dẫn dắt sau này nó sẽ vấn đề. Nên nó là tốt nhất đó là gì ạ?
Mình đã nói được một người rồi, các anh chị hãy hẹn hai người cùng đi nói với người thứ ba, chỉ cần có mặt thôi, không cần nói cũng được. Thì sau này ok ông này thì mình sẽ gắn vô, như vậy nó mới hợp tình hợp lý. Đó. Ok nha, trong một công ty á thì nên làm một nhánh thôi. Rồi, mà nếu mà mình mở hai nhánh trong một công ty, các anh chị biết sao không ạ? Chuyện gì xảy ra? Ngoài cái chuyện mà Lan vừa nói là gây lộn vì danh một người ra, còn còn chuyện gì nữa không ạ? Đúng, vào trời mất mà dễ bị, chắc chắn là hai người đó có thể có một người quen chung, là chắc chắn là sẽ có vấn đề là cãi vã, mất cái tình thần đoàn kết. Nhưng mà còn có một điểm này nữa này, khi mà mình gắn xuống cả nhà biết cái lợi hại là gì không ạ? Đây, mình gắn xuống á, ba ông này quen nhau mà một ông tiêu cực, ông này tao đi chia sẻ mà mấy người rồi chả ai đón nhận cả, gặp ai cũng từ chối, mà lại còn có, nói chung là em quay ta thấy khó làm quá, tốt nhưng mà khó làm quá, bắt đầu đi tâm sự tại vì quen mà, đến hội nghị kiểu gì chả gặp nhau đúng không, qua đây tâm sự với hai ông này cái chết luôn ba ông, em quay khó làm. Thằng này nó giỏi hơn mình mà nó chia sẻ còn chả ra gì, chắc mình cũng chả làm được đâu, nghỉ luôn ba ông cho khỏe đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà tình huống là như thế này, ông này á ông đang tiêu cực, ông đi gặp người ông rất tiêu cực, không có chạy xuống ông nói với hai ông này không? Khó. Tại vì sao ạ? Tuyến dưới của mình mà, ít nhất mình cũng đang có hai tuyến dưới mà, cho nên có tiêu cực thì cũng chạy lên nói với cái chị A này, chị ơi em đi gặp khó khăn này kia, thấy em mới khó làm quá, đôi mình sẽ không đi nói với tuyến dưới mình đó. Cho nên cả nhà thấy á, là tỷ lệ á, mà nó giết người á, sẽ thấp hơn rất nhiều. Và tiếp theo nữa, một cái hay nữa là gì ạ? Cái chuyện mà phát động đi học á, nó rất hay. Bởi vì sao? Phát động được hôm nay rút ổng này, hôm nay rút ổng này, nó dễ. Và tuyến trên, tuyến dưới người ta cũng sẽ có cái tinh thần gọi là hỗ trợ tốt hơn. Đúng không ạ? Thì rút nhau, cùng nhau đi học và cùng nhau làm em quay. Đó. Nên là đây là những cái điểm lợi thế của việc mà mình làm nhóm thành một dây. Một nhóm là một dây. Rồi. Nên là tuyến trên phải có kinh nghiệm trong cái tình huống mà dẫn dắt tuyến dưới mình đi làm thị trường nhóm, nếu không là sẽ có một cái gọi là sao, một sự khó khăn rất lớn, và mình sẽ làm cho cái quá trình em quay nó sẽ rất là chậm. Rồi, chú ý đối tượng nhóm. Rồi, cách liệt kê, liệt kê danh sách. Ừ, cái danh sách đó mình sẽ biết là mình nên bắt đầu chia sẻ từ đâu trước, đúng không cả nhà? Thông thường á, mình sẽ có hai cái nhóm nè, một nhóm là để chia sẻ về kinh doanh, một nhóm để chia sẻ về sản phẩm. Thì khi mình phân tích danh sách, mình biết ông nào là người có nhu cầu về sản phẩm trước không ạ? Biết. Ví dụ như một người mình sẽ biết về họ, họ làm đẹp, hồi trước giờ họ tìm mọi cách để làm đẹp, thì mình sẽ ABC về cái máy soi da không? Đúng không? Mình sẽ biết là người đó cần cái gì để mình đưa đến cái chương trình nào, đúng không ạ? Cho nên nó là có những nhóm, hoặc là người ta đang có vấn đề quan tâm về sức bệnh tật con, họ đang ốm đang đau, cha mẹ hay họ đang bệnh tật, hay người thân họ đang bệnh, thì mình có thể là hướng người ta về phía là, hoặc là họ có rất có kinh tế, họ giàu có, và bây giờ mình chưa tìm được một cái thành nào trong cuộc sống của họ đang. Thì những người rất có kinh tế mình sẽ chăm sóc họ thành khách hàng của mình, đúng không ạ? Đó, nên chú ý cái nhóm này này, ai sẽ trở thành là chăm sóc về sản phẩm thành khách hàng. Còn cái nhóm á, mà bây giờ người ta đang tìm kiếm cái cơ hội kinh doanh, thì đôi khi cái bước sản phẩm thậm chí là quá. Tại vì khi mình minh họa thì cũng coi như mình nói về sản phẩm rồi. Nên nó là những cái đối tượng này họ đang rất yêu thích cái kinh doanh, họ đang mong muốn tìm cơ hội, thì chia sẻ cho họ cơ hội kinh doanh đi. Đúng không ạ? Đó, thì mình sẽ phân lập được cả cái nhóm như thế nào. Ai là nên chia sẻ trước, ai nên chia sẻ sau. Đó, thì mình cùng với tuyên truyền của mình sẽ biết. Và từ cái việc mà mình phân tích cái danh sách như vậy á, thì mình sẽ biết cách tìm cái nhu cầu. Từ cái nhu cầu là gì ạ? Mình biết ông nào để làm cái gì á, thì mình mới biết là tạo cuộc hẹn. Cái này rất quan trọng. Ở nhà mình thấy hẹn người có khó không? Khó. Người mà thân thì hẹn thì dễ quá. Người không thân lắm hẹn không có dễ. Đúng không ạ? Người không thân lắm hẹn không có dễ. Nên á, là mình giống như mình nói là trong cái quá trình mà mình phải kết nối lại, mình tìm xem cái cuộc sống của họ có cái nhu cầu gì không, rồi căn theo cái nhu cầu đó để mà hẹn người. À, ví dụ như bạn mình á, đang làm ở bên cái lĩnh vực là xây dựng, mấy năm nay thì dự án người ta cũng bị thiếu hụt nhiều, thì mình có thể đang có cần cái nhu cầu về tìm những cái dự án mới. Thì bây giờ mình biết trong em quay cũng có người làm về xây dựng đúng không, thì mình có thể mượn sức để mình kết nối. À, em cũng quen một người anh có rất nhiều cái kinh nghiệm làm về xây dựng, đã từng
đưa cái doanh nghiệp của mình vượt qua những cái giai đoạn khó khăn giống như khủng hoảng kinh tế 2011 gì đó. Đó, và sau đó thì doanh nghiệp anh rất là phát triển. Cho nên là có thể là em hẹn cho bữa nào em uống phê với anh thì em rủ anh ra luôn. Có gì anh em kết nối thêm. Có phải là họ cũng cảm thấy họ sẽ được cái gì không ạ? Nên á, cái để tạo cuộc hẹn này đưa ra một lời mời cả nhà chú ý dùng Lan hai điểm. Lời. Lời ích. Mình cho cái người đấy cái lợi ích đối với cuộc gặp đấy. Ví dụ như một bạn đang cần kiếm người yêu thì lời mời nó khác đúng không ạ? Một bạn đang cần một giải pháp về sức khỏe cho con thì một lời mời nó khác. Một người đang cần cái đối tác kinh doanh thì lời mời nó khác. Nên á, là mình hiểu về đối tượng á, mình sẽ đưa ra một cái lời mời, cái nguyên tắc lời cho họ. Nhớ nha, có lời cho họ, họ đến họ được cái gì đó. Hoặc là cái lời cho họ cũng là chỉ là cái niềm vui thôi. Đôi khi cùng sở thích với nhau thì lời hẹn nó liên quan đến cái niềm vui, cái đó cũng là một cái lợi. Đúng không ạ? Bạn nó thích là uống cà phê hay là bạn nó thích là về cái ẩm thực đi. Thì mình sẽ hẹn theo ẩm thực. Mình nói là mới tìm được một cái chỗ này á, là cái chế biến thực phẩm rất là ngon, hôm nào hai mình đi thử. Thì ăn đi rồi xong đó ví dụ như mình uống cà phê mình nói chuyện luôn. Thì bất kỳ cái gì mà đúng với cái gọi là gì ạ? Cái gọi là cái lời này là xuất phát từ cái nhu cầu của họ. Đó. Và cái nguyên tắc đó là gì ạ? No em way. Đang thấy hiếm người nào mà thực sự là có thể thẳng vào đề em quay mà có thể kết nối những cái cuộc gặp thành công. Ví dụ nói là tao đang tìm hiểu về em quay, tao thấy em hay, bữa nào qua đây rồi tao mày chia sẻ đi là trốn luôn. Khả năng cao. Đúng không ạ? Tại vì thường ở ngoài xã hội cái người không hiểu thì nhiều, nhiều hơn rất nhiều. Nên á, là khi mà trong cái lời hẹn á, cái lời hẹn này cả nhà, cái lời hẹn nó có cái quy tắc của lời hẹn, nó là gì ạ? Ngắn gọn. Thường á là mình nên hẹn qua đâu, cách nào hẹn, trực tiếp hay điện thoại hay là nhắn tin hay gì? Không, trực tiếp mà hẹn là khó à. Trực tiếp người ta sẽ hỏi ở hẹn đến đó làm cái gì, rồi như thế nào. Người ta hỏi hỏi một hồi cái mắt mặt đã ngược đã xuôi, cái là người ta biết là có cái gì mờ ảo nè. Nên á là nếu mà mình chưa có kỹ năng tốt á, tâm thái mình chưa vững vàng, mình không dám đối diện với ánh người ta thì đừng có dài gặp điện thoại, không gọi là gặp trực tiếp. Mà nên lời mời của mình, lời hẹn của mình là trên điện thoại đi. Tại điện thoại mình nhá, cúp đi mình dễ. Mình ví dụ như mình hẹn xong kêu rồi thì bạn hỏi hỏi thì kêu thôi bây giờ tao bận rồi, tao có việc tao phải đi rồi. Cho nên thôi này có gì gặp rồi nói luôn. Chứ người ta hỏi mày kêu là có cái gì hay hả? Cái hay cái gì vậy? Cơ hội gì? Cơ hội như nào? Làm gì vậy? Bán hàng đa cấp hả? Hay đại khái là người ta sẽ hỏi là cái vụ gì, người ta tò mò mà. Cho nên là mình điện thoại thì mình sẽ ngắt cái cuộc điện thoại nó dễ hơn. Đó, và một khi đã chốt được cuộc hẹn rồi thì cũng tránh cái chuyện trang gian đại hại. Tại khi mà trong đầu mình đang có một ý niệm em quay á, là mình nói nữa là nó nói một hồi là mình nói lần ca lần là nó lộ hết thì sao ha. Đó, nên đó là mình nên ngắn gọn và chốt được. Ví dụ như về thời gian và địa điểm mình cũng mình kêu có gì để tao chọn thời gian là phải chọn trước. Cả nhà nhớ cái nguyên tắc là gì ạ? 2 chọn 1. Ví dụ như chọn về thời gian, ví dụ như mình nói việc này hay nè, bữa nào có gì nói mày nghe, ví dụ như vậy. Thì mình nói như vậy nhưng mà mình không thể nào nói bữa nào rảnh, mà mình hãy cho mình chốt một cái cuộc hẹn, tại mình còn phải hẹn tuyến trên. Nên là mình cũng phải hiểu về đối tượng này giờ họ như thế nào. Nếu họ có con nhỏ thì mình trước đó mình đã thăm dò là mình phải biết rồi. Mình phải có một cái cuộc tiền trạm á, mình đã biết là ở bình thường là sao, tối có dạy mấy đứa nhỏ học không hay cái gì, là mình phải biết thời có biểu người ta rồi. Mình mới hẹn được. Nếu mà mình biết buổi tối là họ bận thì mình chỉ có là buổi trưa phải hẹn nhau cùng nhau ăn cơm trưa. Đó thì mình nói là hôm nào qua bên đó, buổi trưa ta ghé ngang chỗ công ty, có đi qua ngang đó thì ghé uống cà phê ăn trưa. Ví dụ như vậy. Vậy thì mình sẽ chốt luôn cái lời hẹn là 2 chọn 1, thì mình sẽ chọn như nào? Ví dụ như là thứ tư với thứ sáu này là hôm nào? Hôm nào được? 1, 2 trong 1 người ta chọn thứ tư hay thứ sáu thì cũng là cái ngày mà tuyến trên mình trách. Có nghĩa là khi mình đưa ra lời hẹn, mình đã phải có sự chuẩn bị ở trước đó. Tuyến trên của mình sẽ được lúc nào? Tại vì mình sẽ đi cùng với tuyến trên để chia sẻ nếu mình chưa có kinh nghiệm, các bạn mới ha. Đó. Nên là mình sẽ nói là đó, ví dụ như là thứ bảy với chủ nhật ngày nào? Buổi sáng hay là buổi chiều? Thì sáng hay chiều thì chắc chắn là nó cũng sẽ tròn sáng chiều. Đó.
thì mình sẽ có nguyên tắc là hai chọn một, còn cái địa điểm á thì có thể mình chọn ở vậy thôi, có gì để tao chọn là cái rồi tao gửi thông tin qua cho, vậy là xong cuộc gặp để gặp rồi nói đó. Những cái người thân mình sẽ nói những cái câu gây tò mò đơn giản, ví dụ như bạn mới làm nó dễ lắm, có người bạn thân kêu chiều nay qua nhà tao có việc, bạn thân thì có thể nói kiểu vậy, còn cái người mới gặp mà chiều nay qua nhà tao có việc gấp là kỳ cục, nên không có gọi là không có máy móc được, phải tùy theo mối quan hệ đúng không. Rồi ok, đó là cái lời mời này, hai chọn một này, nguyên nên gọi điện thoại này và nó ngắn gọn thôi. No way, đừng có sử dụng này tốt lắm, đánh không có bị mòn men răng, cái này thấy người ta minh họa là trà trên cái miếng bia là như này kia, là minh họa trên điện thoại luôn đó. Làm này hay lắm, giá trị lớn lắm, làm này mình sau này mình còn được thừa kế, mình đảm bảo rồi là các thể loại thành vốn cái gì kia là OBB của điện thoại đó. Đó là cái đó là mình tránh nha, mình phải có một cuộc gặp đầy đủ ít nhất một một tiếng rưỡi đồng hồ thì mình mới có thể chia sẻ đầy đủ về em quay đúng không ạ. Rồi không biết dưới nóng không cho nên rồi nói một hồi là xong cái phần liệt kê danh sách, là cái bảng để liệt kê như nào đúng không ạ, phân tích danh sách các đối tượng nhóm như nào và đặt cái lời mời như nào để phù hợp. Thì bây giờ Lan muốn mọi người thực hành để thay đổi không khí, thì ở đây á, là Lan muốn cả nhà mình lên đây, Lan cho cái gọi là không bạn lấy ra một người mà mình định gặp trong tuần tới và đưa cái bối cảnh của họ ra đây rồi hướng dẫn cùng nhau đặt cái gọi là gì, điền một cuộc điện thoại. Rồi bây giờ mình sẽ mời một bạn tương đối mới và những bạn không mới lắm. Hai bạn này là mới đúng không? Bạn này cũ. Bạn này khá mới hả? Rồi em đã là thực sự muốn làm em quay chưa? Rồi thực sự muốn làm em quay thì chị mời em lên đây. À. Rồi thì đẹp đó, để coi coi mặt đẹp như tóc luôn. Rồi ok, bây giờ trong tuần tới đây á, là em có đối tượng nào mà em muốn gặp đây, mọi người giúp em một cái lời mời nào. Phân tích danh sách. Rồi, mờ. Bạn muốn hẹn mờ, mờ của em như thế nào? Làm công ty. Công ty là làm gì em, công nhân hay là giám đốc? À, công nhân là công ty. Rồi, công nhân, bao nhiêu tuổi? Rồi, 34 tuổi. Tiếp. Rồi, rảnh chủ nhật, ok. Tiếp. Hôm nay giờ chị hướng dẫn em liệt kê thông tin đó, sót gì. Nhiều đây là chưa đủ để đi nói chuyện đâu. Rồi, con cái dưới quê. Rồi, vậy là... Rồi. Học là học lớp 1 hay học lớp 12 nó khác nhau. Rồi, một đứa lớp 3. Một người con hả? Rồi, một đứa nào nhỏ hơn hả? Lớp mấy? Rồi, lớp 3, lớp 1. Tiếp, hai đứa con, lớp 3, lớp 1. Gì nữa ạ? À, thích du lịch. Biết OBB nói gì rồi đúng không cả nhà? Tiếp tục. Hồi nãy giờ chị liệt kê sót gì không? Có ai bù vô gì không? Sót gì không? không? À, nhà ở dưới quê. Rồi. À. Tiếp tục. Nếu mà cả nhà là tuyến trên của bạn này, cả nhà cần thông tin gì nữa khai thác đi chứ đâu có nhiều đây. Rồi ai cần thêm thông tin gì để đi OVP nào, các tuyến trên. Rồi thu nhập khoảng 10 triệu. 10 triệu này là có tăng ca không? Rồi tăng ca mới được 10 triệu nha cả nhà, là không có thời gian luôn á. Rồi các tuyến trên cần thông tin gì thêm của tuyến dưới để đi rồi nữa không, nhiều đây thôi hả? Thích du lịch rồi kìa. Còn gì nữa không? À, vợ chồng là leo lên đây.
Con cái thì ở quê mà vợ chồng lên đây nha, vợ chồng nói chung là ở trọ để đi làm. Chồng làm gì? Rồi công công nhân luôn đúng không? Mình hình dung được cái bối cảnh của người ta càng rõ, mình càng cảm thấy hiểu về con người đó, mình chia sẻ, mình càng biết cách là mình phải nói cái gì. Tiếp tục. Ai cần thông tin gì nữa không? Cung mỹ sử à? Mấy cái chuyện thăm thăm cung mỹ sử rất là quan trọng á. Này, cái người này á, người ta có nghĩa là người ta xa con như vậy á, thì em thấy là họ như thế nào? Họ có hay nói về con không? Họ có thương mấy đứa nhỏ ở nhà hay là có nhớ con? Mấy cái chuyện này quan trọng à. Tại vì làm như vậy có khả năng là phải đi làm thêm 10 năm, 20 năm nữa là con mình xa nó rất là nhiều cái thời gian luôn. Đó, nên là phải coi thử có nhiều người á, khoái thì gửi cho bà. Tự do tự tài được đi ra ngoài đi làm, không có quan trọng cái chuyện là ở gần con nó lại. Nhưng có những người họ rất là cảm xúc, họ rất mong ở gần con nhưng họ không có cơ hội để ở gần, họ phải đi xa để họ kiếm tiền nuôi con. Nó lại khác. Đúng không ạ? Rồi ok, có một vài cái thông tin như thế này thì cả nhà có thể hình dung về cái người mà mình chia sẻ. Đó. Rồi bây giờ mình phán đoán đi, phân tích nhu cầu, phân tích cái đối tượng này để trước khi mình đi chia sẻ nè. Em quay là có mấy giá trị? Năm giá trị. Cái người này đi nói cái gì? Đảm bảo. Rồi. Đảm bảo du lịch thừa kế. Có con rồi là có là nên nói về thừa kế. Đúng không ạ? Không thể thừa kế cái nghề công nhân cho con rồi đó. Rồi. Đó. Chứ người này á, nếu mà người này á, bây giờ chị hỏi em là cầu mời của em là những cái người cái cá tính như thế nào, tham vọng hay không, hay là những cái người rất thấy hài lòng với cuộc sống này, rất quan trọng này. Thu nhập khác là gì đó, đòi ra thêm món thu nhập khác. À. Nói chung là cũng không phải cái người ăn phần đúng không? Người ta kiếm cách này kiếm cái cách kia, người ta xoay sở để người ta kiếm tiền, nên là cũng là cái người mà chịu đi kiếm tiền. Nên á là đối với cái đối tượng này á thì cả nhà nghĩ là mình đã biết được về cái đối tượng để mình biết cách là mình sẽ nên nói gì rồi, bây giờ làm sao để nói chuyện thôi. Vậy thì ví dụ như em định hẹn mờ em hay hẹn cậu em, hẹn cả hai hay như thế nào? Nếu mà chẳng hạn em ở nhà. Vậy là em sẽ đến nhà đúng không? Rồi em đến nhà em định hẹn sao? Cậu mời em thì dễ quá, cứ đến nhà thôi, đúng không? Chị xin mình nói trước thôi. Em nói cái gì? Nên là em chia sẻ đi. Em chia sẻ là em hẹn như nào, em nói là em đến nhà chơi hay em mang một cơ hội vĩ đại đến, em nói đi. Em cũng đang tìm hiểu một việc kiểu kinh doanh rồi chỉ thời gian dài có nhu cầu thì chia sẻ tiếp Rồi khi em nói như vậy thì cậu mời em nói sao? đi rồi nói chuyện Trường hợp này là dễ đúng không các anh chị? Thứ nhất là người thân và cái khả năng dễ này. Đó, nên là cái trường hợp này thì gặp thì rất là đơn giản ha. Có cái trường hợp nào mà ở đây có ai mà có một cái đối tượng mình muốn gặp mà khó hơn tí không? Chị cảm ơn bạn nha. Rất là hay ha. Đó, bạn nói như vậy thôi thì người nhà bạn cũng rất là thấy cái sự chân thật chân thành của bạn đó, nên là liên quan đến cái gì ạ? Cái thân thái á, khi mà mình đưa lời mời mà mình lo lo sợ sợ sệt sệt và mình đang muốn cái gì từ người ta là cái nó sẽ có một cái kiểu dễ cảm nhận lắm, nên là luyện cái gì là luyện cái tâm của mình trước đó. Các em quay mình là gì ạ? Mình giúp người khác có cuộc sống tốt đẹp hơn thông qua họ thay đổi cuộc sống mà mình thay đổi được cuộc sống của mình, nên là họ trước mình sau, chứ không phải là họ làm em quay mình có cuộc sống tốt đẹp hơn trước. Nên là cái định vị á, cái tâm thái này nó liên quan đến cái thần thái của mình chia sẻ là mình đang muốn tốt cho người ta hay muốn tốt cho mình. Nó sẽ có một cái sẽ cảm nhận được đó cả nhà ha. Nên là mình phải nói điện thoại, tại vì đôi khi có nhiều bạn chưa có gọi là chưa luyện được cái tâm mình, mà mình muốn làm em quay liền, cái tâm mình đâu có dễ luyện. Cái tâm mình hồi xưa giờ toàn là nghĩ cho mình trước thì mình không dễ luyện đâu. Thì mình gọi điện thoại ở đó là để nó tránh, để là nói chuyện lâu quá nó sẽ là bộc lộ quá nhiều về cái suy nghĩ của mình nhé. Đó cũng là một cái điểm hay, rèn luyện cái tâm thái. Rồi bạn nào mà có một cái ca nào đó mà mình đang muốn hẹn nhưng mà mình cảm thấy nó hơi khó đưa cái lời mời. Đúng rồi, một đối tượng nào mình muốn hẹn mà thấy hẹn không dễ, ví dụ như họ bệnh
Hò như nào đó, như nào đó. Đúng rồi, anh Tân, em mời anh Tân. Lên đây cho mọi người nhìn anh cho quen. Sau này anh lên nhà thi đấu mọi người đỡ ngỡ ngàng thôi. Anh. Rồi. Mời giám đốc. Rồi. Vợ thì ở nhà kinh doanh gà riêng thôi, Vợ kinh nhưng doanh mà ga ở nhà. Rồi. cái điều kiện thì họ có. Rồi. Vợ cứ cứ mình nói thì mình có tiền, họ thì cái tiền mình mua được yeah. Mà Không, cái chỗ này em chưa hiểu, anh nói đi. theo như thế này. À, là người đó biết anh gặp anh rồi đúng không? Nghĩa là anh nói em quay họ kêu là phải có tiền mới xài được hay sao? Là người vợ này bảo sao này, cái ý là thế đó, cái ý Cái là ý là thế, là có phải là như thế không? người chồng thế rồi. Cái người này anh đã gặp, anh chia sẻ mất tiêu rồi, còn cái gì mà khó khăn thằng cuộc gặp được trời. Em đang cần một cái người anh muốn gặp, anh chưa có nói gì với em quay hết á, nhưng bây giờ anh muốn gặp người ta mà anh không có biết là kiếm cớ như thế nào hay là như thế nào để gặp người ta. Cái người đó chứ, người này anh nói hai vợ chồng làm em quay rồi, nói xong rồi, nói dở quá. Kiếm người nào mà mình chưa gặp á cả nhà ơi. Rồi, ok, em cảm ơn anh Tân cả nhà, cho anh Tân đang có tay nhá. Rồi, bạn Thùy có người đây. Nhà mình không có định gặp hay sao, không có người hết trơn. Lấy cái danh bà của mình ra, một cái người nào đó lâu rồi mình không có gặp, mình cũng khá muốn gặp, không có quá lâu nhưng mà mình muốn gặp, mà mình họ đang bối cảnh hơi khó khăn mà mình chưa có gặp được. Lấy cái người đó ra trong điện thoại mình thiếu gì. Rồi. Bạn có phải. Dạ. Rồi. À. Rồi, 6. Rồi, ở tầm 7. Như kiểu hình ảnh như sale nhưng mà làm về cái Sale. Sale chứng khoán. Rồi. tê Là chú. Chú mà đang làm trên Đắk Lắk mà xuống Sài Gòn làm. Ở Sài Gòn à? Là phân phối, phân bón. Rồi. Rồi cộng với quán cà phê. Ok. nhà Nhà quận 3. À, ở chung nhà vợ. Rồi, ok, hai con gái. thì người nhà nói chuyện thì làm được nghỉ thứ bảy, làm bạn thời gian làm việc thì lúc Đang định gặp vợ sao nói chuyện về vợ nhiều quá vậy? À, muốn gặp cả hai vợ chồng. Vợ là thứ bảy hả? Thứ thứ bảy, chủ nhật. Rồi. Rồi công việc áp lực. Tiếp tục. Tiếp đi cả nhà, coi đi đây nè, tuyến dưới mình đang đưa người đây nè, đang cần giúp tuyến dưới hẹn người đây nè, tiếp tục hỏi tuyến dưới có cần thêm thông tin gì. Mình rèn luyện mình đi, không phải là Lan nói mà đây là tuyến dưới của các anh chị đang cần cái gì rồi đó. Bây giờ cần cái gì nữa? Bây giờ nè, đây là một người bạn cấp 2 của tuyến dưới mình. Sinh năm 86, có một người vợ sinh năm 87 đang làm sale về chứng khoán. Còn cái người chồng hiện tại đang kinh doanh phân phối và đang có một cái quán cà phê riêng. Muốn gặp cả hai vợ chồng, hiện tại là họ đang ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng họ đang cái người người bạn này đang một cái gia đình vợ. Đó là hai vợ chồng đang ở bên nhà ngoài đó, về bên nhà vợ. Họ đã có hai con gái rồi. Và muốn gặp hai vợ chồng riêng người vợ thì chỉ có ngày chủ nhật thôi và hơi bị áp lực. Đúng rồi ha. Đây cái này là cái này mình phải hỏi nè, kinh doanh nhưng mà mình phải đi trước, mình phải biết là tình hình kinh doanh của họ gần đây như thế nào. Cái cuộc gặp trước đó mình phải làm được cái điểm này, cho nên các bạn muốn mà hẹn người cho tuyên trên các bạn phải nắm thông tin về người đó chứ đừng có để tuyên trên phải đi ra, tại vì khi nói chuyện mà ra là hết thời gian rồi, không có chủ đề được đó. Thì bây giờ người ta đang gặp vấn đề gì ở trong kinh doanh có tốt không, thấy kinh doanh nè tốt không, rồi ổn. Thế trong cái cuộc gặp lần trước Thùy có tìm ra được bất kỳ cái điểm gì mà họ đang có cảm thấy không hài lòng trong công việc hay cuộc sống không? Này rất quan trọng. Không phải gì hết. Ở với cha mẹ vợ thì người ta không? Khi người ta hỏi về, mình hỏi về cái điều đó không? Mình phải hỏi trước. Với ông bà vậy chắc ông bà phụ giúp mấy đứa nhỏ cũng sợ lắm ha. Rồi ở gia đình đông người vậy có thể nghĩ là mình hai vợ chồng có phải
nhưng còn phải hỏi từ cái cuộc gặp trước á, đó mình nắm được những điểm đó hay không, rồi là họ kinh doanh này họ kinh doanh lâu chưa, rồi kinh doanh mấy năm nay thuận lợi không, mình khen khen vài câu là nó lo kêu ủa kinh doanh gì á, kinh doanh này là phân bón ở Sài Gòn mà kinh doanh phân bón à, à các tỉnh khác hả, à vậy thì mình này, ông này kinh doanh này ông có hay đi tỉnh hay không nè, mình phải ra cái công việc coi ồ làm này ở phân phối các tỉnh thì bạn làm ở tỉnh nào là nhiều, mình phải hỏi từ cái cuộc gặp trước để mình lấy thông tin, mình hay đi ở các cái tỉnh nào là nhiều, có hay đi công tác không đó, ví dụ như vậy. Ồ bình thường đi làm vậy rồi còn buổi tối về có thời gian cho con cái hay không, là mình phải coi thử người ta có cần cái đó hay không để mà mình nói đó, đúng không ạ, là những cái thông tin đó là Thùy biết không, à, chưa nắm được, cho nên là cái này cũng là mình đang nói lùi là mình chưa có hiểu về đối tượng đâu đó. Ok rồi, mối quan hệ vợ chồng nó tốt không, vui vẻ với nhau không, à, tốt đúng không đó, thì là rồi hai đứa con gái này học lớp 7 rồi, có dự định gì, có cái kế hoạch gì về cái sắp tới, về cái học vấn cho con mình hay không, mình cần nghe kế hoạch của họ đó. Ồ bây giờ con của bạn là hiện tại là nó học lớp 7 thôi, đang học trường công hay là bên học mấy trường tư, mình nghe nói là một số cái trường tư bây giờ tốt, ví dụ như vậy, trong cái cuộc trò chuyện á để mình xem thử, mình coi thử cái tư duy của họ về giáo dục con cái, là tư duy về cuộc sống, về kinh doanh như nào, họ có thời gian cho gia đình hay không, và họ cần cái khoảng thời gian đó hay không, là mình đánh giá về cái đối tượng này rất tốt, và sau đó thì mình chia sẻ nó sẽ vào, tại vì vào cái họ cần đó. Thì bây giờ là theo Thùy, Thùy định hẹn lại là hẹn như nào, bạn bè lâu mới gặp dễ gặp. Thế mà trước cái cuộc gặp lần trước nó kết thúc ở cái điểm nào, nó kết thúc như thế nào, mình đã kết thúc cuộc gặp đó như thế nào, là nó mình mới ở trong cái cuộc gặp lần sau. Ok, người này thì là đang muốn giúp đỡ cho bạn Thùy, thêm một điểm nữa cả nhà ha, người ta đang rất quý mình và họ có mong muốn là họ sẽ giúp đỡ mình. Rồi hiện tại này, nếu mà ví dụ như những cái mình gọi là gì ạ, mời mà gọi là mời vào đúng nhu cầu và trọng tâm, thì mình phải xác định được cái nhu cầu đó. Ví dụ như là đối với Thùy, Thùy thấy đối với người này cái nhu cầu của họ bây giờ đang bữa trước có thăm dò được cái gì không, họ quan tâm về sức khỏe đẹp hay một cơ hội mới hay là sự bền vững hay là cái gì không, giáo dục con cái hay gì không, có quan tâm về sức khỏe quan tâm. Nhưng mà là có nghĩa là Thùy thì Thùy chủ yếu là thân với bạn nam này, chứ bạn nữ này mình gọi là gặp giao tiếp sơ sơ thôi đúng không? Vậy thì tốt, nếu vậy á, nếu ví dụ như người này này đã gặp được cả hai vợ chồng và đã có một cái sự kết nối với người vợ, thì mình nên duy trì cái sự kết nối này. Và nếu mà mình thấy họ đang quan tâm về vấn đề sức khỏe thì có thể là mình, có nghĩa là cả nhà nhớ cái lời mời á, không phải mời một lần mà được. Nhà mình đừng có để đặt cái hy vọng là ABC rồi đặt lời mời là đặt một lần là sẽ được đâu. Mình cũng đôi khi cái lời mời cũng phải ra nhiều lần ấy. Để mà thì ví dụ như là hôm nào á có một cái chương trình học hay cái gì đó mình thử. Nếu mà Thùy biết là bạn có quan tâm về sức khỏe chẳng hạn á, thì á, là mình sẽ đặt một cái lời mời thử về để xem sao. À, bữa trước là nói chuyện với bạn đó thì cũng nghe nói là mẹ bạn đang có vấn đề như thế này nè, thì ngày chủ nhật này mình đang có một cái buổi học hay là mình đang có một cái cuộc gặp, mình có một cái cuộc cà phê hay một cái buổi học, là tùy theo nó có cái gì để mà mình mượn sức thôi đó, mình gặp với một người chị hay một người em đó, một cái người em thì là làm việc liên quan đến cái gì đó mà phải liên quan đến cái vấn đề sức khỏe của mẹ họ đó. Cho nên có gì thôi mấy chị em ra uống cà phê sẽ quen biết như vậy, mai mốt có vấn đề gì về sức khỏe thì mình có thể là hỏi hoặc nhờ bạn đó, và mình cũng sẽ kể được một chút xíu về gọi là sao ạ. Giống như là ở đây là có bạn Thủy rất hay, bạn hay kể với mình đó là cái người mà đã giúp cho gia đình bạn cải thiện được cái sức khỏe. Thực ra là trong khi mà họ đến gặp mình, họ đã biết mình có một cái uy tín rất là nhiều và có một cái trình độ chuyên môn rồi. Cho nên khi họ thấy cái cuộc gặp đó có lợi cho họ, có giá trị cho họ, thì cái khả năng họ đến nó sẽ cao hơn. Đó, nên là đây là mình cũng chỉ là thử nha đó, nếu thực sự cho nên mình phải nói là họ quan tâm đến cái gì,
Đúng rồi, nếu họ thực sự quan tâm đến cái sức khỏe cho mẹ Hằng á, thì khi trong cái cuộc gặp lần trước mình đã phải nói sâu hơn về cái điều này, mình đừng có chỉ nói thoáng qua. Khi mà như vậy á, thì mình sẽ nói thêm một vài cái câu chuyện về sức khỏe, có phải mình sẽ làm dày hơn cái điều đó. Rồi sau đó thì mình có một cái lời ABC để gặp một cái người giúp cho mẹ bạn, thì nó lại có một cái sự kết nối vào trong cái câu chuyện, thì nó sẽ có một cái gì đó nó liên kết vào. Còn nếu ví dụ như lời mời này vẫn không được thì lại tiếp tục những lời mời. Cuối cùng là gì à? Vẫn là cuối cùng là nếu mà tệ quá là một thời gian sau lại hẹn vợ chồng đi cà phê, đừng hẹn gần gần quá. Hay là có việc gì qua gần đây, không biết là bạn thích cái gì không? Hay là có cái quà gì dưới quê hay cái gì đó cũng được, để mà mình có thể ghé chơi hay này kia cũng rất nhiều. Đó nên rồi mình á, nếu mà mình nắm được cái nhu cầu cụ thể của người ta, mình đặt lời mời nó sẽ dễ. Còn ngày hôm nay mình chưa biết đó, thì mình chỉ là theo những cái cách mà kết nối theo cái quan hệ thông thường thôi. Có thể là một cái cuộc ghé chơi hay là một cái cuộc cà phê, nó chưa có thể cho một cái lý do rõ ràng, bởi vì mình đâu có biết là mình chưa có đào được cái nhu cầu rõ ràng của họ là cái gì, thì mình sẽ không có thể nào nói như vậy được. Hoặc là ví dụ như bạn đó biết Thùy làm em quay chưa? Chưa biết Thùy làm em quay đúng không? Vậy thì mình sẽ có một cái là mình có thể hẹn hai vợ chồng này. À, mình đang có một cái công việc, mình cũng đang cần có gọi là sao à? Mình cũng đang muốn là tham khảo ý kiến của các bạn về cái thị trường ở Sài Gòn. Tham khảo các bạn về thị trường ở Sài Gòn. Các bạn làm kinh doanh ở đây mà. Đó, cho nên là không phải là tôi đến hỏi bạn là tôi có làm cái này được hay không. Tại vì mình phải xác nhận là bây giờ tôi đã tâm huyết là tôi làm cái này rồi. Và bây giờ tôi muốn coi thử cái thị trường ở Sài Gòn. Ví dụ như là tôi làm những cái ngành sản phẩm này. Và có thể là nếu mà bạn có những người có nhu cầu thì bạn có thể là hỗ trợ những cái gì đó. Mình gọi là mang tiếng là mình đi nhờ người ta cho ý kiến, nhưng mà thực ra là mình muốn trình bày cái về cái kinh doanh của mình cho người ta nghe. Đó, cho nên là đó cũng là những cái cách. Đó, nếu mà bạn nói là cần cái gì giúp đỡ thì có thể hỗ trợ. Đó, thì mình có thể là dựa trên đó là hiện tại. À. Đúng rồi. Đúng. Và ngày hôm đó có thể đưa tuyến trên mình bằng cách nào cả nhà, suy nghĩ coi. Bây giờ nếu mà mình đặt một cái lời hẹn đó mà mình muốn đưa tuyến trên của mình đến cho nó thuận lợi á, gặp gỡ mà cảm thấy không có bị sườn á, thì bây giờ phải nói cái gì khi mà đưa tuyến trên đến? Đúng không? Mình không đi một mình mà, bây giờ mình là cái người mới, mình không thể nào một mình đến chiến đấu với hai người kia được. Chắc chắn mình phải đưa theo tuyến trên mình á. Mà đưa theo tuyến trên làm sao để tự nhiên đến đó nó không có bị sườn sung vì sự xuất hiện của một người lạ. Dạ. Chị lên đây chị lên. Ôi chị đứng lên cho mọi người nhớ mặt Diamond tương lai. Cả nhà cho Diamond tương lai một tràng pháo tay đi ạ. À. Như có sao mà đóng như thầy đi. Sao nhờ làm. À. Sao giống như là tất cả gì vậy? À. Như là sao hả? Đó là hôm nay sao muốn mở bán thuê nói chung bình thường giống như khi nói gì không phải hết á, thì mình nó chưa biết mình không quay nên sẽ nói là tìm mình đã xa rồi đó. À ok, xa thì nghĩ là trực tiếp ngồi với một người tiến trên sao liền, ta sắp xếp người tiến trên sao cái gì đến sao trong lúc mà ấy, thì sao sẽ chủ động nhắn tin cho người tiến trên sao là hào vô là nhắn tin trước làm một lát là vô ta đến nói chuyện thì phải hỏi như ta đang làm công việc gì đó nhưng mà không có được sao làm thì ta thấy cái cơ hội rất tốt mà xin chắc ký bạn nghe được không thường cái làm không nhưng mà khả năng không thì sao mình biết nước hiện tại người nhờ tiến lên của xa sẽ dạ trình bày ra là sẽ nối tiếng trên sẽ ngồi với nhau rồi sẽ nói trước như vậy nói là sao muốn nhà, sao không nói đủ cái sự nó như thế nào rõ ràng hết à. Thì sao cũng mất thôi giờ có người này tiếng trên của xa và tin B gì đó như tin Lan nói trình bày cho bạn nghe cùng xa không à rồi dạ yeah. Rồi em cảm ơn chị Sa, cả nhà cho chị Sa 100 ngón tay nha. Nghe mà có cái chữ tuyến trên đó là xong rồi đó. Đúng mà, tuyến trên với lãnh đạo là xong rồi đó. Thật ra là mình phải, em có thể là cái mối quan hệ của chị và cái chất lượng mối quan hệ của chị cũng như cái sức ảnh hưởng của mối quan hệ của chị với cái người đó có thể nó có cái sự đặc biệt. Chứ nếu bình thường mà nghe đến tuyến trên là thật ra là mình chưa đến gặp họ, họ đã biết là mình chia sẻ.
Mà với cái tình trạng là bây giờ là cái người này cuộc sống đang tốt hơn kinh việc. Họ đang nói là có gì cần giúp thì kêu họ là họ mọi thứ họ đang tốt hơn á. Mà mình chia sẻ, thứ nhất là người ta biết là mình đến nói đâu. Thứ hai là mình muốn trình bày cho họ rồi mời người đến nói cho họ có cái kinh doanh này họ làm được không, là họ từ chối ngay từ đầu là không phải gì luôn. Đó, nên là cái trường hợp này như vậy là Lan cảm thấy là trong cái trường hợp này á, có thể là người quen của chị Sa là ok. Nhưng mà trường hợp này là Lan thấy không được. Đó, thì không biết là cả nhà mình có cái gì khác không. Nhưng mà khi chia sẻ là đối với người mới thì bỏ hẳn cái chữ tuyến trên, thậm chí là có mời đến gặp rồi cũng không nên nói là tuyến trên. Đó, mình nói là ở đây là người anh hay người chị của mình hiện tại là đang hỗ trợ, đang giúp đỡ mình, hướng dẫn mình trong cái công việc này, nghe nó nhẹ nhàng. Nghe tuyến trên với cấp trên đó là người ta không thoải mái. Nó cái gì khác với mình quá là mình sẽ cảm thấy sợ. Đó, cho nên là trong trường hợp này nè, ví dụ như mình có thể đưa đến cũng được. Thì khi mà đến rồi á, thì mình có thể là nói luôn với người bạn, mình đi cùng với tuyến trên, mình nói ở đây á là hiện tại là đang là người đối tác cùng với mình này. Đó là hai chị em đang suy nghĩ để phát triển cái thị trường ở thành phố như thế nào. Cho nên là cũng đang muốn là tham khảo và hỏi cái gọi là sao, tham khảo cái ý kiến của hai bạn. Thì như vậy là cái tuyến trên mình có mặt cũng rất là bình thường, tại vì đây là một cái người đang cùng hợp tác với mình và đang bàn cái chiến lược để phát triển ở thành phố Hồ Chí Minh. Ví dụ như vậy thì tùy, mình nói như vậy nó cũng hợp lý. Nhưng cái trường hợp này mà để tuyến trên mình điện thoại ngang kêu thôi mai em đang ở đâu vậy, anh cũng ở gần đây này để anh ghé uống cà phê, thì nó hơi bị lộ, đúng không? Đâu mà tình cờ dữ vậy. Nên là có những cái trường hợp thì mình có thể tạo ra một cái bối cảnh giống như vậy để sự xuất hiện của tuyến trên mình nó tự nhiên. Nhưng mà bạn là rất ít khi ở Sài Gòn, bạn mới xuống mà có những cuộc điện thoại mà trùng hợp là nó tự nhiên nói hợp lắm. Mình cũng phải coi tùy tình huống đó. Thì giống như trường hợp này Lan thấy là có thể là cùng để với tuyến trên mình có thể làm như vậy được, tại vì họ nói là cần cái gì về hỗ trợ nhờ họ, mình có thể là tạo ra một cái cớ, một cái cuộc gặp như vậy cũng đẹp nếu là về kinh doanh. Còn nếu về sức khỏe thì giống như Thùy nói là phải đào sâu cái đó và nói chuyện thêm đi, rồi sau mới một mời một cái người có kiến thức chuyên môn hỗ trợ thì nó mới hợp lý đó. Thì tùy trường hợp nha cả nhà, đó là chỉ là gợi ý nha. Rồi, cảm ơn FC tương lai của chúng ta rất nhiều. Rồi, thì đó là hồi sáng nay là Lan cũng đã nói rất là nhiều cái vấn đề liên quan đến cái gì ạ? Danh sách, rồi là tạo cái cuộc hẹn. Nên á, là quan trọng nhất vẫn là mình hiểu và cái sự phù hợp. Hiểu đối tượng và sự phù hợp, chứ không có công thức chung nữa nha cả nhà. Chỉ có một vài nguyên tắc thôi. Nguyên tắc thôi. Đó, và bây giờ này, hẹn được đến rồi. Các bạn mới hẹn người rất dễ, đến rồi, làm gì? Thì mình là cần đến là cái gì ạ? ABC cũng phải phối hợp. Lời mời là ABC rồi đó. ABC là liên quan đến cái lời mời. Bạn nói gì về cái người mà bạn sẽ đưa đến? Gọi là ABC, ví dụ như lãnh đạo của mình, ABC, lãnh đạo. Nói đơn giản gọi là quảng bá hay là giới thiệu. Như thế nào về một người để cái người mình, người bạn của mình họ muốn gặp? Cái đó gọi là ABC, đúng không ạ? Vậy bây giờ Lan nói là ABC thành công và đưa người đó đến thành công rồi. Thì trong cái quá trình làm việc với nhau á, thì sẽ có sự xuất hiện của ba người, đúng không ạ? Có tuyến trên này, có bàn và có người mới. Thì cái hiệu quả cuộc gặp này á, Lan nói thật là cái hiệu quả đó là do bàn, không phải do tuyến trên đâu. Tuyến trên có giỏi 1 tỷ lần, mà chỉ cần một cái thái độ của bàn sai thôi, cuộc gặp này sẽ trở thành vô nghĩa. Cho nên á, cái phối hợp á, nó cực kỳ quan trọng khi làm việc đội nhóm. Đó, thì bây giờ á, nếu mà hẹn thì có phải là mình phải có một nơi hẹn không? Vậy thì theo các bạn là hẹn ở đâu? Hẹn ở đâu ạ? Bây giờ hôm nay là kiểm tra bài thôi, hẹn ở cà phê đúng không ạ? Cà phê là trung sách. Thường sách là ở đâu? Thường sức là đưa họ đến được cái môi trường của mình. Ai mà giỏi mà đưa được hội nghị chương trình là mấy người đó rất là. Đó là mời của bạn mà bạn đưa được cái đến cái chương trình là họ thấy là mọi người làm em quay, họ thấy được sản phẩm, thấy được chế độ, họ thấy được người thành công là hay. Đến nhà mình, hội nghị của gia đình nhà mình là tuyệt vời nhất. Tại vì đến nhà mình là mình sẽ chủ động được mọi thứ. Và mình có thể là người làm chủ, nó khác, chủ nhà nó khác. Còn trong sách mới là ra quán cà phê, tại vì ra quán cà phê thì sao ạ? Tốn tiền. Ồn, có nhiều cái mình sẽ không kiểm soát được, lấy nước, lấy nôi đôi khi nó tiền lời. Đúng không ạ? Mà hà sách là có nhiều người họ mình đến nhà luôn. Ở giờ trong hai đứa con nhỏ mà giờ đi đâu cũng được là chỉ có đến nhà. Họ có thời gian nhưng họ chỉ có thời gian ở nhà họ thôi. Thì mình phải đến nhà, đó là nơi hẹn. Rồi, thời lượng
Muốn nói em quay là liên quan đến cái thời lượng nha. Không đủ thời lượng là không thể nói. Tại nói giữa chừng mà nói không xong, lần sau không có cơ hội nói tiếp đâu. Nói bao nhiêu à? Nếu mà một cuộc gặp mà để mình có thể nói về em quay một cách là cơ bản á, thì mình sẽ cần bao nhiêu thời gian cả nha? Một tiếng. Một giờ, thực ra Lan cũng nghĩ phải một tiếng rưỡi chứ một tiếng là nó phải bị chậm. Một giờ 30 phút. Cỡ đó, nếu mà họ có đủ thời gian thì mình nói, còn không thì giao lưu chuyện khác, đừng nói em quay. Nói em quay nó sẽ bị lỡ cỡ. Đó, bắt nói rồi đã mở miệng nói em quay là phải nói được là như nào, phải nói một cái em quay đầy đủ. Chứ không phải chỉ nói sơ sơ được một chút xíu rồi là để đó là coi gọi là nói một cái em quay là không có đúng. Đó, cho nên là một thời lượng một tiếng rưỡi. Nơi hèn thời lượng, rồi. Cái nơi hèn này, ví dụ như Lan nói là mình hèn ở quán cà phê thì chọn quán như nào? Một cái sai sót trong cái việc chọn quán thôi là phá vỡ cuộc. Nếu mà vô đó một quán mà cực ồn ào luôn, hoặc là rất nắng trời như thế này mà kiếm một cái chỗ ngồi mà thiệt là toát môi hột luôn, không ai nghe nổi cái gì. Nên là cái nơi gặp phải như nào ạ? Yên tĩnh, rồi thoáng thoáng, gì nữa ạ? Rồi nói chung là Lan chỉ cần á, mình đi gặp á là có một cái ở tỉnh là cần chú ý là khách sạn. Lắc mà kiếm một quán cà phê mà đèn sáng để OBB vào buổi tối khổ hơn cái gì đấy. Đèn mờ không, nên là phải đủ ánh sáng nha, chú ý đủ ánh sáng, không phải điện thoại lên mà chiếu mà để mà OBB đó, cho nên là chú ý đó. Sài Gòn thì không sợ rồi, đừng có hẹn nhau vô ba vô bút gì để nói em quay nha, hết rồi. Ok rồi, bây giờ á, ai đến trước? Vì sao mình phải đến trước? Chọn chỗ, chọn chỗ như nào? Bây giờ có một cái quán yên tĩnh rồi đó, bây giờ chọn chỗ như nào? Rồi chị Sa là học bài này. Khi mình vô có phải là mình cần kiếm một cái bàn đó, mình phải đến trước là bởi vì mình phải chọn cái chỗ nào gần để lấy nước. Ví dụ như cái quán này có một toilet ở lầu 2 mà bạn Minh Hòa lầu 1 là bạn phải ở lầu 2. Chứ bạn di chuyển bạn lấy nước không là người ta cũng nóng ruột rồi, đúng không ạ? Cho nên nó là mình phải chú ý những cái điểm đó. Bây giờ mình vô cái quán là mình phải kiếm một cái bàn để ngồi. Bàn thì bàn vuông, bàn tròn, bàn dài gì sẽ có nhiều loại bàn. Nhưng mà trong cuộc gặp này có 3 người. Vậy thì mình đến trước mình sẽ chọn một cái bàn và mình phải bố trí cái vị trí chỗ ngồi như thế nào để phù hợp để chia sẻ. Cho nên là khi mà đến trễ các bạn biết không, nó lồm cồm một cái là ngồi lộn xộn vị trí một lát, nó phải ơ thôi chị em qua đây ngồi với chị nói cho em dễ nghe, hay là mình phải bưng giấy đi qua chỗ khác, thấy nó bị lồm cồm rồi. Đó, nên là phải chuẩn bị tỉ mỉ từ phía trước này. Bây giờ ai ngồi ở đâu là đã có cái bố trí rồi, đúng không ạ? Rồi, bây giờ cái người bạn mới của mình ngồi ở đâu? Rồi, Lan nói lần nữa là phải ngồi vô cái chỗ nào mà nó tỉnh nha. Không được nhìn vô cái tivi, không được nhìn vào cái đường đi, không được nhìn vào gái đẹp, không nhìn vào cái quầy bar, hay là không có nhìn ra ngoài mặt đường. Xe cộ nó chạy này kia nó sẽ phân tâm. Thì tốt nhất là cho bạn mình nhìn vô tường. Đây là tường này, chọn cái bàn nào bàn gấp đi. Thì ở đây là bạn mình ngồi ở đây này, là yên tâm nhìn vô hai bức tường. Đó, rồi á, cái chỗ ngồi tiếp theo mình cần phải chọn là của tuyến trên hay của mình. Rồi tuyến trên tùy theo thuận tay phải hay tay trái, nhưng bình thường là thuận tay phải thì tuyến trên ở đây là người mới ở đây, và chỗ còn lại là của bạn, đúng không ạ? Vậy á thì làm sao để chắc chắn là ông người mới ông chỉ ngồi ghế này mà ông ngồi ghế khác, bạn là bạn vô bạn bay vô ghế này là chắc rồi nè, đúng không ạ? Rồi cái ba lô nó sẽ nằm ở đây, ba lô ở đây là ghế này khỏi ngồi là yên tâm, họ ngồi ghế kia cái chỗ này là xong rồi. Vậy bây giờ vô á, thì nó sẽ liên quan đến phần giới thiệu, đúng không? Vô gặp nhau rồi thì sẽ giới thiệu. Giới thiệu ai với ai? Như thế nào? Cái này mà mình không thường xuyên luyện, tự nhiên vô đó mình bị rối, mỗi rối giờ giới thiệu ai với ai? Giới thiệu ai với ai á? À. Rồi ok, mình sẽ giới thiệu cái người bạn mới với người tuyến trên mình trước, đúng không? Nếu mà trước đó mình không có nói gì về cuộc gặp này, mục tiêu là để chia sẻ cái gì, thì mình hãy chia sẻ làm quen một cách rất giản dị như vậy thôi. Đừng có làm cho nó nặng nề hay nó nghiêm trọng cái phần mà mình giới thiệu này. Mình chỉ giới thiệu xã giao làm quen thôi. Sau đó là tuyến trên của mình dẫn dắt cái vấn đề. Đó, tuyến trên của mình sẽ chủ động nói chuyện làm quen và dẫn dắt cái vấn đề để vào cái câu chuyện em ơi như nào để cho tuyến trên mình làm. Nên là bạn mới sẽ là sướng nhất, đúng không ạ? Còn nếu mà trước đó mình đã ABC hôm nay là để gặp anh đó, anh sẽ chia sẻ cho bạn một cái công việc hay, thì bây giờ mình phải nói. À, đây là ví dụ như là mình sẽ giới thiệu, đúng không? Đây là bạn của em, bạn A, hiện tại thì bạn cũng đang rất là cần có một cái công việc đảm bảo hơn. Đó, và giới thiệu với bạn thì đây là anh Kiên chẳng hạn. Đây là anh Kiên thì
anh là cái người hiện tại là đang hỗ trợ mình, thì anh là một cái đứng nói quá nhiều với anh Kiên lúc này, anh Kiên trước rồi. Còn bây giờ mình nói trước mặt mà mình khen quá nhiều nó sẽ sừng sừng, cả nhà nhớ như vậy nha. Rồi giới thiệu để làm quen, sau đó cái khúc sau này nó quan trọng này. Bây giờ ai nói? Mình im lặng, cái chữ này nó khó làm ghê lắm chứ không phải đơn giản đâu. Cái của con người mình là gì, thể hiện quan điểm, nói leo. Và tự nhiên bạn mình đến mà mình không nói gì mình thấy kỳ cục, cho nên lâu lâu trên trên nói là mình bay vô mình nói xem một câu, làm cho cái dẫn dắt về tư tưởng nó bị lệch, nó không có liền mạch đó. Cho nên á, đoạn này nè, tuyến trên đang chia sẻ, các bạn hãy nhớ cuộc gặp gần nhất đi. Tuyến trên các bạn đang chia sẻ cho người mới thì trong lúc đó các bạn đang làm cái gì? Nhà cái đó là nên làm, nhưng mà cái cuộc gặp gần đây nhất tuyến trên các bạn đang chia sẻ rất là và rất nhiệt tình cho tuyến người mới thì bạn đang làm cái gì? Cái này á là một cái nghiền trong vô thức nha. Ngày nào mình cũng xài điện thoại và lướt điện thoại, tự nhiên mình không lướt điện thoại mình chịu không được. Còn Lan thấy có bạn vô trong cái lớp học của em quay á, từ đầu đến cuối á, không biết là các bạn đến để học hay bạn đến làm gì, nhưng mà chỉ có sử dụng điện thoại thôi. Mà lướt ra thành thằng Lan cũng lướt qua, Lan nhìn thử, nhưng mà cũng không phải là một cái gì rất là quan trọng đâu. Khi chỉ là lướt web thôi đó. Có không cả nhà? Nên là hãy nhớ lại cuộc gặp gần đây nhất với tuyến trên, các bạn đang làm gì trong khi tuyến trên chia sẻ. Các bạn sẽ thấy hình như là mình bậy rồi, mình sai rồi. Đúng không ạ? Bạn không tôn trọng cái lời nói của người tuyến trên bạn á, thì người mới không bao giờ họ tôn trọng, khẳng định đó nha. Nên á là cái điều mà bạn làm á, người ta thấy hết đó. Chỉ cần bạn không có tập trung vào đây, bạn sao nhãng vào đây á, là người ta biết là người này này nó không có quan trọng gì rồi, họ cũng sẽ không có lắng nghe đâu. Thế thì tuyến trên của bạn có nói bả cái nước bọt cũng chả có giá trị gì cả, rất là tồi tuyến trên, đúng không ạ? Đó, nên chú ý là gì ạ? Cái phép lịch sử của mình hiểu là gì ạ? Cái người quan trọng nói thì mình sẽ là người lắng nghe nè. Nên cái này chỉ là về gọi là cái lịch sử tối thiểu thôi. Một người mà mình tôn trọng chắc chắn mình sẽ lắng nghe. Và nếu mà mình cảm thấy tâm đắc đó, thì sao ạ? Mình gật gù, mình ghi chép. Nếu mà mình thấy mình có cái tâm thái học hỏi thực sự, tuyến trên chắc chắn phải tốt hơn mình chứ. Cho nên là mình sẽ ghi chú lắng nghe những câu hay, đúng không ạ? Mình có thể ghi chép lại. Đó, có thể là ghi chép nè. Nhưng mà cái điều mà chăm chú lắng nghe là điều quan trọng nhất, và không có nói xen vào. Đó, không có nói xen vào rất là quan trọng nha. Không xen vào. Giờ nào việc nấy. Rồi. Cái gì mà giúp đỡ được thì hãy giúp đỡ ở tuyến trên của mình. Đó là gì ạ? Rửa ly lấy nước gì đó. Thiếu chanh đôi khi tuyến trên mình cũng bần quá. Nó đến rồi cũng quên mất thiếu mất quả chanh. Thì lo đi xin đi, đừng để tuyến trên chạy tới chạy lui. Nó mất hình ảnh. Mà mất hình ảnh rồi thì sẽ chia sẻ không có được. Đó. Người này họ sẽ đánh giá, người mới họ sẽ đánh giá, nên là mình giúp đỡ. Cái gì giúp được thì giúp, làm được minh họa thì minh họa. Rồi nên là mình là khỏe quá còn gì, tuyến trên mới mệt chứ mình khỏe quá còn gì nữa. Rồi sau đó thì sao à? Nhớ cái chỗ này nha, này là đi chia sẻ là dở cười. Mình đi chia sẻ say sưa nhưng người ta đi làm việc riêng đó mà. Mình đến nhà người ta giúp người ta chia sẻ, người ta đi làm việc khác mà. Người ta đây là người của mình, người của họ cho mình chia sẻ đó. Là sống chết mặc anh rồi, còn em là em đi làm việc riêng hoặc là em hẹn cuộc gặp. Cái người quan trọng nhất là người đang trước mặt, đang có mặt cùng với bạn bây giờ mới là quan trọng nhất này. Tại sao mình cứ đuổi hình, đúng không ạ? Cái giờ này không phải giờ để hẹn cuộc gặp tiếp theo, phải để sau nhá, đúng không ạ? Cho nên là cái điều đó rất là quan trọng ha. Nên là ngày hôm nay để chiến thắng cái con quỷ ở trong mình khó lắm đấy. Cái con quỷ của mình đó là cái thói quen mà phải rờ đến cái điện thoại, không là sẽ cảm thấy ngứa gan á. Ngứa gan, ngứa ruột. Đúng không ạ? Đó, ok. Chú ý cái này. Rồi. Bạn sẽ nói cái gì trong cái cuộc gặp này? Tuyến trên của bạn nói rồi. Rồi, người mới nghe rồi. Bạn đóng vai trò ở đâu trong cái cuộc gặp này? Bình thường các bạn làm gì? Phỏng vấn. Rồi, phỏng vấn Vân Hiền. Rồi, tuyến trên OVB cho em xong rồi, em làm gì? Em làm cái gì? Hả? Em đặt câu hỏi gì cho bạn được OVB? À, ok.
Rồi, cảm ơn bạn Hiền. Có ai có cái khác không ạ? À? Có bình thường. Rồi, cho tổ đồng từ. À, ok. Rồi, bạn Sơn nói là vì sao làm em quay? Có bạn nào khác không? Thường á là khi mà có mặt tuyến trên ở đó thì mình sẽ không hỏi người bạn của mình là bạn khác thấy cái kinh doanh này như thế nào. Tại vì tuyến trên là người lạ với họ. Họ khó nói thật lắm. Thực sự á, nhiều người họ có những cái người họ cởi mở thì họ sẽ nói luôn. Nhưng có nhiều người họ nghĩ gì họ cũng sẽ không nói, họ chỉ nói với cái người thân quen với họ thôi. Cho nên cái câu mà giống như thấy cái kinh doanh này như thế nào có thể là để hai người còn lại ở riêng với nhau rồi nói. Đó, thì khi này bạn sẽ nghe được những cái điều mà mình nghĩ là sẽ là thật nhất. Đó, và đầy đủ nhất thì mình nên là giao lưu ở phía sau đi. Tuyến trên khi mà nói em quay xong là sẽ đến cái tiết mục gì cả nhà có nhớ không? Không, Minh Hòa thì phải Minh Hòa rồi, OBB rồi. Chốt vé. Đại hội thành công, nói có gì nói. Nói giá trị em quay, nói mẫu lửa cỡ nào cuối cùng cũng nói đến là giờ. Để làm được cái kinh doanh này thì nhất định phải đến một nơi đó là thành công. Thì khi mà nói đến đại hội thành công thì cũng có hai khả năng đúng không ạ? Người ta sẽ nghĩ là người ta có vấn đề này, vấn đề kia, người ta chưa quan tâm lắm hay là cái gì đó. Nó sẽ có nhiều tình huống phát sinh. Và tình huống thuận lợi nhất là gì? Thuận lợi nhất họ đồng ý đến đại hội thành công. Đúng không ạ? Đồng ý đến chưa chắc là sẽ đến, nhưng mà có tình huống thuận lợi là đồng ý đến. Đây là cái gì à? Một cái mà tốt đẹp nhất trong cái cuộc gặp của mình là nhận được cái sự đồng ý họ, tuyến trên mình nói rất tốt và họ đã đồng ý đến đại hội thành công. Và đến cái lúc này là nhảy cảm là phải thu tiền vé. Đúng không ạ? Phải thu vé. Tại vì mình biết là một điều là thu vé chưa chắc đến, nhưng mà không thu vé thì căng. Cho nên mình cần phải thu cái tiền vé này, ai thu, thu như nào là mình. Tuyến trên mình không thể nói là em ơi, 200 ngàn, đây vé đây em đưa tiền cho chị đi. Buổi trước có ai đưa vậy á, nói vậy á cũng hay. Đúng, nhưng mà nó tương đối nhạy cảm. Cho nên là khi mà như thế này này, phát động vẽ, có thể là bạn đang có vẽ trong túi, nhưng mà cái đoạn này thực sự là đi học tụi nhóm bạn vẫn thấy người ta làm hay. Người ta thấy cái giá trị của tâm vẽ này không có giá trị và nó khan hiếm. Nhưng á, mà người ta phải gọi sao luyện tập đến mức độ mà nó thể hiện được cái sự đó chân thật. Còn mình á, mình lộ quá. Mình lộ là tôi muốn bán vẽ nên tôi mới diễn cái vở kịch này. Nên là cái này là phải dữ lắm á cả nhà. Người ta rèn gớm lắm á để người ta làm cái bước này, một bước rất nhỏ nhưng mà phải luyện tập và phối hợp với nhau từ trước. Phải có sự đồng bộ giữa tuyến dưới và tuyến trên. Ví dụ như khi mình nói ở đây nè, tuyến trên chắc chắn sẽ nói là bây giờ mình muốn đến đại hội thành công và gặp thầy Trần Hiểu Bân á, thì mình phải có một thư mời đó. Và cái tấm thư mời này thực sự nói với em nó tham hiểm. Bởi vì sao? Hội trường chỉ nhiêu đó và phát hành là nó phát hành rồi, ai mua thì cũng mua được rồi đó. Cho nên á là nếu mà mình muốn đến cái đại hội thành công thì mình phải có tâm vẽ. Thì lúc này á, bạn phải bay vào. Bạn phải bay vào liền. Cho nên bạn phải biết cách khi nào là bay vào chứ không bay lộn xộn. Đúng không ạ? Bạn phải bay vào, bạn phải liền. Anh ơi, anh còn cái không? Vừa rồi thì em cũng mua, em cũng tranh thủ. Nhưng mà em chỉ mua được có một, em gọi là sao hả? Em cũng cố gắng nhưng mà em chỉ mua được một cái vẽ thôi. Hay là em mua được hai cái vẽ nhưng mà một em để cho người nhà em đi rồi. Nói sao không được? Nói chung phải nói sao cho cái vẽ của bạn là hết rồi. Khi đó thì mình nói là anh ơi, anh còn cái vẽ nào, anh nhường cho bạn em một cái vẽ đi. Cái mặt mình lúc đó phải làm là rất là nghiêm túc và cái vẽ đó quan trọng cả nhà. Mà cái người nào á mà không có tập là không có luyện được cái này đâu. Tự nhiên mình nói ra một cái mà mình cứ ầm ầm ơ ơ là người ta cảm thấy là có cái mòi gì đó đây không có tốt. Nên là mình phải, anh ơi, anh còn cái vẽ nào anh để lại cho bạn. Thì như vậy thì sao à? Tuyến trên lúc này cũng phải luyện với tuyến dưới rồi. Tuyến trên cũng móc cái vẽ ra mà tuyến trên mà cứ ngày ngùng cũng tuyến trên này cũng chưa có gọi là sao, chưa có luyện kỹ năng đúng không ạ? Nhưng mà mình phải đưa tấm vẽ ra mình nói, mình vẽ thì cái tấm vẽ của mình như thế nào cũng quan trọng nha cả nhà. Tấm vẽ của mình để như thế nào để họ nghĩ là mình trân trọng. Thì Lâm Thủy ví dụ như cả nhà mình có thể tài liệu á, mình để cái mình lấy cái tấm vẽ ra nó không được nhiều vẽ, mặc dù cả nhà mình có nhiều lắm. Mình chỉ để một tấm vẽ trong đó thôi. Mình sẽ đưa cho cái người tuyến trên đúng không? Cái này là vai trò của người tuyến trên, nhưng mà mình nhất định cũng đi OBB cho tuyến dưới nên mình cũng có vai trò của tuyến trên. Thì mình sẽ móc cái vẽ ra mình đưa cho người bạn nói là thực sự cái vẽ không thể ở chỗ nó 200 ngàn. Nhưng mà anh cảm thấy là em á là một người á rất là có cái nghị lực và em rất cần cơ hội nên anh sẽ để lại cái vẽ này cho em. Và anh cũng mong muốn là em hãy trân trọng cái cơ hội học.
nó như thế nào đó, mình phải chỉ cái tấm vé nó có giá trị đúng không ạ? Rồi chứ nếu không người kêu cố gắng xếp đi đi, là lần này không đi thì thôi, nếu lần này đi không được thì lần đi thì cuối cùng cái vé này cũng đâu ý nghĩa gì đâu. Đó nên là mình cũng phải đưa cái tấm vé cho người ta như vậy. Và khi người ta cầm rồi thì ai thu tiền? Tuyến trên đưa rồi đó, họ cầm vé rồi đó, họ đang coi ngày tháng rồi, coi cái hình gì gì ở trên đây rồi đó. Ai thu tiền? Mình phải lập bay vô thu tiền đúng không? À, vậy thì mình nói là vậy thì thôi bạn gửi lại cái tiền vé cho anh. Không thể nói em ơi em gửi tiền vé cho anh được. Rồi ok. Về phép lịch sử có hai trường hợp, một là họ mang tiền 200 ngàn thường là sẽ có. Nhưng có trường hợp họ sẽ không có mang tiền thì mình đưa tiền của mình cho họ. Phải đưa nha, phải lấy tiền của mình ra để đưa chuyển liền cho người tuyến trên. Mình tốt nhất là mình chuẩn bị 200 ngàn mình đưa nếu mà họ không có tiền. Như vậy là mình đã chốt là xong là cái vé đó thành tiền rồi. Đó. Và như vậy á, thì sau đó họ có trách nhiệm là thanh toán lại cái tiền vé cho mình. Được không ạ? Còn á, khi đó thì mình sẽ nói là sau khi đưa tiền xong cho họ được cầm cái vé tí để lấy hơi thôi. Mình sẽ lấy lại cái vé. Lấy lại cái vé. Thì hai trường hợp là họ kêu là họ giữ vé. Hai là những người dễ hơn họ sẽ nói thôi gì không nhìn tao gì đó. Cũng được. Thì tốt nhất là mình giữ được cái vé mà họ khó chịu quá. Thôi để cứ để họ giữ vé. Không sao cả. Đó thì mình sẽ nói là thôi cái tấm vé này quý như vậy và lỡ mất thì mình sẽ rất là phiền. Cho nên thôi để ở đây là mình giữ cho bữa đó cho bà là ok, mình giữ luôn cả vé và lấy luôn cả tiền, đó là ok nhất. Đó thì cái này là Lan nói là sự phối hợp và các đội nhóm họ làm tốt ở này là họ thì cái giá trị của cái đại hội thành công này á, giống như là gì ạ, cô Giang nói là ban phải phát giống như cháy nhà ha, là gấp lắm, là quan trọng lắm, như cháy nhà rồi thì người ta cảm thấy vậy. Còn mình cứ thôi cố gắng sắp xếp đi, sắp xếp công việc đi, mà như vậy thì cảm thấy nó không có cái giá trị ở trong cái việc này. Đó, nên là ok ha. Nếu mà họ đến thì tuyệt vời, họ không đến thì dùng tiền đó để mua thành công lần sau cho họ. Tuyệt đối vẽ chỉ tiền biến thành vẽ chứ không có chuyện là vẽ biến ngược lại thành tiền, là vẽ chỉ có thể biến thành vẽ thôi. Ok ha, thì đây là cái phần mà phát động về vẽ. Và trong cái cuộc gặp á, thì tốt nhất là tuyến trên xong việc tuyến trên sẽ về trước, không có lê la nữa. Đã nói xong cái đoạn này đừng có nói thêm em ơi tốt thế này tốt thế kia, nó rất là mệt. Nên là xong rồi đó, là tuyến trên rốt ráng xong công việc thu tiền vẽ tuyến trên. À, vậy thôi bây giờ anh có công việc thì tụi em cứ ngồi uống cà phê nói chuyện với nhau rồi mình hẹn gặp nhau ở đại hội thành công xong đúng không ạ? Xong rồi á thì còn lại hai người bây giờ mới là lúc là tỉ tê này, tránh cái trường hợp chia sẻ là cả hai người nhau nhau vô nói em quên tội. Người mới là hay có trường hợp là tuyến trên nói tốt mình cũng bay vô nói tốt, vậy là cái người mới của mình họ bị áp đảo và họ sẽ có một cái tâm lý là họ sẽ tự vệ. Cho nên á là bây giờ mới là lúc mình nên tỉ tê mình tâm sự, đó là vì sao mình lại làm cái công việc này, nó có cái tính chất riêng tư. Thế những cái câu chuyện riêng tư nên nói riêng tư thì mình mới có thể nói được những cái chuyện riêng tư của họ được. Còn trước mặt tuyến trên mình không thể bới những cái câu chuyện của họ ra để mà mình tâm sự cái này được. Nên là cả nhà sẽ thấy là đây chính là cái lúc và mình sẽ biết là họ đang nghĩ gì về cái ngành này. Có nghĩa là hồi này có thể chốt được bài, chốt được bình thường, họ chưa thích em quay cũng được. Đó, không phải khi nào cũng thuận lợi là không được. Mà khả năng là họ chưa quan tâm đến em quay. Rồi gì đó thì tuyến trên của mình chuyển về thì bây giờ mình lại ngồi mình tâm sự vì sao mình lại làm công việc này. Đó, và cái chỗ này có thể là cái chỗ sẽ rất quan trọng để tác động vào cái người mới của mình. Đó, nên là các bạn biết là cái việc của mình ở đâu, được không ạ? Và hy vọng là lần tới khi mà tuyến trên đang chia sẻ, Lan không thấy ai là đang lướt điện thoại, đặt cuộc hẹn tiếp theo hay là đang suy nghĩ về một điều gì đó và mình không tập trung vào cái cuộc gặp này, được không ạ? Cái điều đó là cái mấu chốt mà cơ bản của cơ bản nhất. Nếu các bạn không làm được cái điều này á, đừng có hẹn luôn. Tại các bạn hẹn cũng vô nghĩa và tuyến trên mình sẽ là mất công vô ích. Được không ạ? Mình có làm được cái điều đơn giản này không? Đó chỉ là chú thân thôi, được không? Mình làm được không ạ? Chắc chắn không ạ? Rồi, vậy thì ok. Các bạn sẽ có những cuộc chia sẻ thành công. Rồi. Rồi, sắp chị xuống rồi. Em cứ bình tĩnh. Ngồi đi đi. Rồi thì cái phần ngày hôm nay thực sự lắm, mỗi lần mà nhận đến chủ đề này lắm, chắc nào khi nhận chủ đề này nói thiệt, bị các lãnh đạo phân công cho lắm, đâu có định nhận cái chủ đề này đâu. Nó là nói cái phần này khô lắm, hôm nay giờ là thấy ở dưới cũng có một số người lơ đơ rồi ngáp ngáp đó. Nên là Lan biết là các anh chị mệt mà Lan cũng rất là mệt. Nên là cố gắng để tránh cho mình những cái mà sai lầm thường gặp nhất. Và không có cái gì á là chân lý tuyệt đối, cho nên là làm đôi khi á mình có những cái cách làm khác, mọi người hãy sẵn sàng học. Nhưng mà những cái điều mà gọi là nguyên thì không được bỏ qua, giống như cái việc là phải tôn trọng tuyến trên và lắng nghe tuyến trên là không được bỏ qua. Đó, được không ạ?
không được chỉnh lý tuyến trên trong quá trình chia sẻ. Anh ơi, cái chỗ này anh nói sai đâu, phải thành lập 5 năm là nó 59 anh. À, anh ơi, Khoa không, chỗ này thiếu mất cái CSI gì gì đó. Là các bạn rất thông minh mà thông minh sai chỗ thôi. Đó, được mà. Cho nên là đã giao phó là phải người mới, người ta cũng không có biết mình nói đúng hay nói sai đâu, nhưng người ta thấy cái trạng thái tuyến trên mình ok là được. Đó, nên là khi mà các bạn biết phối hợp á, là cuộc gặp của mình rất mỉm, thậm chí là người ta không làm, người ta vẫn để lại một ấn tượng tốt đẹp nào đó, được không ạ? Thể tương lai họ sẽ tìm hiểu sau. Đó, và cái điều mà Lan muốn cả nhà mình tâm niệm đó là gì ạ? Chia sẻ của mình và từ chối là việc của người ta, việc đấy là. Nên mình hãy mục tiêu cao cho bản thân, đó là con người của mình mỗi ngày tiến bộ về cả kỹ năng và tâm thái. Mình hãy đặt mục tiêu cao về điều đó. Và đừng đặt mục tiêu cao vào bản thân người khác. Bây giờ kinh doanh của mình không phải vì ông đó làm thành công, ông đó làm với mình mới thành công đâu. Mình chuẩn bị một cái tâm thái là chia sẻ là người ta từ chối là chuyện tất nhiên. Ông nào tiếp nhận thì tốt, mà từ chối là chuyện tất nhiên. Thì khi mình chia sẻ với những cái tâm thái như vậy thì mình sẽ thoải mái trong quá trình chia sẻ. Và cái sự ăn thua của người ta với nhau đó là gì cả nhà biết không ạ? Những việc dễ làm thì sẽ dễ không làm. Đặt một cuộc hẹn với một người hoặc là tìm cách để gặp một người trong ngày không phải là việc khó. Quá khó đến nỗi mà không thể làm được. Giờ không gặp được ai thì ra ngoài cũng có thể nói chuyện với ông bạn Yến đây, ra OBB cho người bắn phải luôn. Mà trong khi người đó bị mấy người trong chung cư của Lan OBB rồi. Nhưng mà bây giờ không có người mà ta đặt mục tiêu một ngày ta phải nói một người ta về đó ở được. Nên là cái dù là cái khó là không phải là làm không được, mà là cái kỷ luật để mình làm. Người nào mà có thể giữ được cái kỷ luật với những mục tiêu hàng ngày mình đưa ra thì người đó thể hiện một điều là bạn rất có kỷ luật. Mà cái người nghị lực này và liên tục hành động với một cái kỷ luật như vậy, bạn nhất định sẽ tiến bộ. Mà bạn tiến bộ là bạn trưởng thành, mà bạn trưởng thành là bạn nhất định sẽ thành công. Nên là ăn thua nhau ở chỗ là đi làm. Có mỗi ngày có bước ra khỏi nhà giống như là bác sĩ Nghĩa nói hay không? Mở cánh ở nhà, mở cánh miệng và mở cánh. Có kỷ luật để làm hay không? Nếu bạn nào cũng có kỷ luật mỗi ngày, một cuộc gặp, một cuộc nói chuyện, một cuộc chia sẻ 3 năm các bạn không thành công, thì kêu cái ông tuyến trên tới đây. Được không? Kêu ông tuyến trên đến đây. Đó, và chúc cho các bạn. Chúc cho các bạn buổi chiều ngày hôm nay nội dung cực kỳ hay, cực kỳ hay. Mà Lan phải nín đi, chào luôn á. Có thể chiều ngày hôm nay tập trung để huấn luyện cho các anh chị. Ai mà không đến được buổi ngày hôm nay là Lan nói. Nên chiều ngày hôm nay, mình hãy thật nhập tâm nữa mà. Buồn ngủ thì tát cho tỉnh ngủ. Được không ạ? Để thu thập được những cái tinh hoa. Cả các lãnh đạo buổi chiều ngày hôm nay chúng ta còn những nội dung tiếp theo, và chúc các anh chị lãnh hội thật nhiều, anh đồng thật nhiều và thành công.